Trương Minh Ẩn. À, tôi sinh ở tại Bạc Liêu, Việt Nam trong một gia đình triều phú về nhà máy xe lúa. Nhưng mà sau năm 58 đã bị đốt nhà máy vì buộc tội ba tôi là tiếp tế Cộng sản, đóng thuế cho Cộng sản. Thì như quý vị biết là cái dùng trái động của Việt Nam á, ban ngày thì quốc gia coi, ban đêm thì Cộng sản đến mà nếu mà không có những cái sự mà đóng thuế cho hai bên á thì công việc là không được thì cuối cùng nhà máy bị đốt và ba tôi phải trốn ở lào thì gia đình tôi á, năm 58 đã dời đi về một tỉnh khác để trốn thì ông già tôi có để lại một số tiền thì số tiền đó mẹ tôi giống như một tiểu thư vậy chín đứa con và xài hết thì cuộc đời tôi từ đó là trở thành đào tạo tôi trở thành một miếng sắt mà thành ra thép là bất cứ nghề gì từ bắt rắn bắt ốc mùa mưa đi tối đi lặn bắt nghiêu rồi ngồi trên đường bán chuối nướng bán khô mực mẹ tôi á, ngồi bán đồ ngoài chợ tôi ra lúc nào tôi cũng giúp và lúc nào cũng mở nụ cười tôi nghĩ rằng cả cuộc đời con người ta đó chỉ mắc cỡ nhất là ăn cắp trộm thôi không có một nghề nào xấu cả đừng đừng có lấy đồ của người khác là thôi do đó còn những cô em tôi á hoặc là những em trai tôi á thì mắc cỡ thấy mẹ hồi đó nhà giàu mà bây giờ phải ra ngồi như vậy họ làm không được nhưng mà đối với tôi là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thì đến khi mà ông Diệm mà mất rồi đó thì ba tôi từ lào trở về thì cha con với anh em mới suy nghĩ cái câu là làm sao để mình sống cái gia đình đông quá thì chúng tôi lên gặp mấy người di cư ở trại lán cắt nhỏ lán cắt lớn phú mỹ rồi thì họ dạy vô rừng làm thang làm củi thì khi làm thang làm củi đây là một cái nghề rất là nguy hiểm đào cái lò cưa cây đắp xuống rồi lắp đất lên trên làm cái giống như cái mộ vậy đó rồi đốt than thì từ đó sao tôi mới học cái cách là làm sao làm than đốt đừng để bị tàn phải coi cái màu khói có rất có những cái kinh nghiệm mà hầu như là nói cho cái thế hệ sau họ nói làm gì mà có những cái chuyện mà gây gốm vậy, thật sự ra cái gì cũng khoa học hết. Thì uh, đi vào rừng á nó cửa, lúc đó tôi mới 16 tuổi thôi mà tôi phải vào rừng làm á, có những cái buổi sáng đạp chiếc xe đạp đi á, cọp nó nhảy ngang. Rừng hồi xưa của Việt Nam mình trước 75 đó là rừng sâu nước thẳm, nghĩa là cọp, beo đồ voi đồ trâu rừng đồ kinh hồn là một cái rừng mà nó gọi là âm u thôi mà 16 tuổi đạp chiếc xe đạp thì cũng ca những cái bài ca ca tụi bảy bạn chi cho đỡ sợ rồi khi đến vô trong được cái chỗ làm đó là cũng hai ba cái số ba bốn cái số từ ở lề đường của cái quốc lộ mà đi từ biên hòa về phước tuy lúc đó gia đình tôi ở phước tuy thì sau những cái trận làm lò rồi đó khui lò rồi đó thì mặt mày hầu như là giống như con trồn vậy đó làm than mà làm sao đẹp trai được thì có nhiều lúc ngồi trên xe mấy cô cứ nhít nhít cái đít ra chỗ khác không có dám ngồi gần mình à, nếu mấy cô mà biết ngày hôm nay mà tôi là thị trưởng mấy cô đã lúc đó đã đeo rồi nhưng mà cuộc đời tôi đã bị cái sự khinh dễ của cái giới à, giàu có trong xã hội của Việt Nam mình đó ngày xưa đó hoặc là đất nước nào cũng vậy nó có cái sự mà chia rẽ giữa cái giới nghèo với giàu giới học thức cao với học thức thấp giới có chức vụ cao với học thấp thì riêng tôi đối với tôi thì tôi không nghĩ đó là những cái quan trọng mà mình cần có cái sự sống mình phải cố gắng và tôi luôn luôn khuyên tất cả những người thế hệ sau này khi mà mình đi mình dấp nhã cái gì đó hãy tự đứng lên còn con đường đó có cái hàng rào ngang đó thì tìm đường khác để đi qua mấy bên kia nếu mình muốn hái một cái bông hay một cái gì mình muốn bên đó ngoài ra sự qua bên đó để ăn cấp đồ thì đừng làm ví dụ có một cái bông đẹp nhưng mà có cái hàng rào này cản tôi tôi sẽ tìm cách đi dù xa cái nào xa tôi cũng đi vòng qua bên kia đó là cái ý chí của tôi và tôi dám nói rằng từ lúc mà tôi sống ở đất Mỹ tới giờ đó thì tôi rất là tự hào là những gì tôi muốn đều thành công thì sau khi mà lớn lên rồi đó thì đến năm 18 tuổi đó thì năm đó là thi trung học thì tới 19 tuổi tới 19 tuổi đó thì tôi lại học để thi tú tài một tôi học nhanh lắm mà học đó, ngày lúc khi nghèo đó xin lỗi là ngồi ở dưới cột đèn á, nhà không có điện nhiều thì cột đèn đó, cầm sách học và có có nhiều lúc ngồi bán chú nướng với má tôi kế bên về đường cho người ta đi ban đêm chơi đó thì tôi cầm một sách học vậy thôi có nhiều cô bạn đi ngang rồi nói um, dòm kìa cái thằng ngẩn đó gia đình tệ này kia nói câu gì làm sầm sầm tôi cũng chẳng thèm để ý. tôi chỉ đi bài học và nhất định phải đậu nhưng mà trời xui á là tại vì khi mà anh không đậu tú tài á mà 19 tuổi đó thì anh phải đi quân dịch và phải đi trung sĩ tức là trường đồng đế đó. thì tôi mới tìm cách làm sao không đi lính ngay bây giờ phải lấy bằng tú tài để đi sĩ quan thì hơn hơn ba tôi có quen một người tên là ông nguyễn văn cự phó quận trưởng của tỉnh quận đức thạnh tức là kế làng bình giả đó chỗ trận đánh kinh hồn mà thị quân lục chiến chết hầu như cả vài tiểu đoàn thì ông ta đồng ý cho tôi vô nghĩa quân Lấy số quân vậy thôi Để che mắt thiên hạ Và tôi tiếp tục là lên đó Tôi là trưởng phòng hành chính quận 18, 19 tuổi 18 tuổi rưỡi à, chứ chưa là 19 Thì Hai người bạn nối khố của tôi đó là Tùng và Hồng Mỗi người là trưởng ban hành chính Một người là trưởng Tôi là trưởng ban hành chính Tùng là trưởng ban an ninh trật tự Và Hồng là trưởng ban kinh tế Ba người à, nghe nói nghe ghê lắm trưởng ban không à cái văn phòng quận nó nằm ngoài chi khu cách chi khu có vào khoảng chừng trăm mét thôi mà xá, sở dĩ tại sao một cái vùng nhỏ như vậy mà tụi tôi làm chiếc lớn không ai dám làm hết sáng nào á mà mở cửa văn phòng quận á, là phải bò vô từ từ lấy cái móc móc vô, mở khóa rồi móc vô cái cửa coi có gà đủ đạn không đã nhiều người đã từng chết hai người chết vì việc cộng ban đêm gắn lù đạn vô cửa khi mở cửa dân phòng quận nổ đùng chết do đó vì kinh nghiệm đó mà tôi sống và khi anh sống dùng trái độn đó con người anh đừng có gian ác thí dụ như đa số những dân chúng sống xung quanh đó là làng bình ba à, bình giả thì là làng do ông diệm di cư vô ở nghệ an rồi vô đó thì làng đó mua gạo tự do không cần xin phép nhưng mà bình ba ngoại giao à, số nghệ phải mua là tại vì đa số là con thì theo gì cầm không nhưng mà sở dĩ mà tôi sống được ở vùng đó mà nó không bán sẻ tôi chết tại tôi không gian ác là thí dụ gia đình đó được quyền mua ba ký gạo mà xin tôi thêm ký tôi cho bây giờ có ba ký gạo đi có 1 con hay gì cộng nó cũng tiếp tế mà những người này đói thành ra chính vì đó mà ba thằng tôi sống tôi bàn với ba mọi người bạn lên đây á mình có cái chức vụ có thể sinh mạng mình chết bất cứ giờ nào thành ra đừng đừng sống gian ác thôi nới rộng một chút xíu đi đây không phải là tiếp tế gì cộng nhưng mà giờ anh có một ký gạo nữa nó cũng chia cho con đi theo gì cộng thì đó là cái cách mà sống mà tôi suy nghĩ thì khi mà ba anh em ở đó được một năm thì tôi thi đậu ba người đi lên Sài Gòn đi thi thì chỉ có mình đổi đậu túi tài một thôi đậu hạng bình thứ còn hai người kia rớt thì rất là buồn ngồi trong quán cà phê nói mày chắc có tương lai hơn tao tao nói thì mỗi người có số dài dép cũng có số thì sau cái buổi tiệc ngắn đó thì tôi bắt đầu nộp đơn đi Thu đức và ngay giây phút đó tôi nộp đơn đi không quân luôn hai bên bên nào nhận tôi cũng đi còn không đó. và tôi nhất định là nếu mà tôi không đi được không quân á thì không quân nó khó lắm à, nhưng mà nó cũng rộng rãi là tại vì cần sĩ quan không quân rất nhiều nhưng mà mình cứ nghĩ là gia đình nghèo đâu có tiền rút lót đâu mà đi xã hội nào cũng có sự rút lót hết á có nhiều người á, cái chiều cao ngắn hơn cái ấn định mà nó đi được làm phi công thì tôi nói tôi mấy bạn hỏi sao mày đi được vậy bảy nó tại vì nó đứng trên vàng mà hãy thấp bao nhiêu thì bỏ bao nhiêu đứng sao miễn cao đủ thôi đó là cái tình trạng của cái thời chiến nó vậy đó, thì đến khi mà tôi vào nó gọi tôi đi thủ đức khóa 27 thủ đức, thì tôi chưa biết quân trường thủ đức ở đâu nữa, tại vì quân trường đông quá nó đưa tôi qua bên quang trung, qua bên đó tối ngày cứ đi tập hợp tập hợp chứ thật sự mang đồ lính chưa mặc cái gì chưa có cam gì, thì hai tuần là không quân gọi tôi đi liền, thì khi qua bên không quân rồi đó thì đông quá thì bắt đầu bắt mình đi gác cái này gác cái nọ rồi mang súng mà đâu có tập bắn nào đâu gác cứ mang súng cho bà con thấy sợ là không dám đi vô thôi rồi thì khi mà bắt đầu có khóa học á anh ngữ á thì nó đưa chúng tôi vô trường ESL ở tại gọi dò dấp á cái khóa tôi là cái khóa mà 6913 là một trong những cái khóa mà tất cả đi Mỹ rất là nhanh một hai tuần là tại vì toàn là thông dịch viên mấy người làm cho Dow, Dio rồi đó và mắc vi rồi đó thì họ giỏi ngữ lắm tôi là được vô hóa đó đây là cái câu chuyện cười mà thôi nhưng mà xem chút tôi đã đi bộ binh rồi cái sinh ngữ thứ hai của tôi là tiếng pháp một chữ mỹ tôi cũng không biết nữa thành ra khi nó thảy vô tường để test coi cái score mình bao nhiêu để nó cái lớp thấp nhất là 1001, ESL 1001, rồi 2002, 2003, 2004. Rồi lên tới level 2001, 2002, 2003, 2004 là thi đủ 80 điểm là đi Mỹ. Ok. Thì tôi vô tôi thi, tôi cứ ngồi cầm bút và wow, ngậm mà trời suối đất khiến ở đâu á. Cái bài thi đó thằng quỷ nào á, nó ghi sẵn câu trả lời, nó gạch cái đó bằng viết chì, gạch. Thì tôi nói, thôi bây giờ á, chẳng lẽ mình đưa giấy không thì mắc cỡ lắm. Nó gạch thì mình gạch. Anh biết tôi đậu nhiêu điểm không? 95 điểm. Nó đưa tôi lớp 2004. Vô trong đó đó, những người mà dạy học là đều là lính Mỹ cả. Ngồi kế bên có cái M14, bận độ lính là thầy giáo. Và đặc biệt khi nó bắt anh nói một chữ tiếng Việt rồi đó, là đuổi nó ra bộ binh liền. Khó vậy đó, bởi vậy khi học chỉ có 6 tháng mà đủ trình độ. Trong khi nó hỏi tôi, tôi cứ... Nó hỏi nữa, lắc đầu cái nó đưa tôi đi khám lỗ tai. Nó nói, này bị đau lỗ tai. Thì tôi lên bác sĩ, bác sĩ Việt Nam và Mỹ khám nói, không, ông này bao lỗ tai không có gì hư hết á. Thì đưa tôi trở lại lớp. Thì nó hỏi tôi, tôi cũng không biết gì hết. Tại có biết chữ Mỹ nào đâu. Thì cuối cùng đưa lên gặp ông uh, thiếu quý gì mà tôi quên, ông Nguyễn Cốc Tráng. Hồi đó Nguyễn Công Tráng sau đó bị đặt uh, bom nổ đó. Yeah. Cũng có một số bị thương thì chết sinh viên sĩ quan tại vì bên trại khóa sinh đây đông quá qua kia thì ông thiếu ý đó mới kêu tôi vô mà ông nghiêm nghị bằng đầu mặt mà ông nghiêm nghị ông nói một câu đó anh đánh bùa phải không tại xưa tụi nó có thi bùa nữa anh ví dụ như chỉ có bốn cái thép thôi cái thép có một cái thép ví dụ như có chiếc máy bay nằm ở trên cái building thì nó vô nó ê tụi bay bữa nay là máy bay bay lượn nóc nhà tức là mình biết là ăn cháo đá bát bà ba bánh bán bò bông bỏ ABCD rồi đó, học hết thuộc lòng để thi rồi á ông hỏi tôi tại sao anh thi 95 điểm mà anh không trả lời được câu tiếng mỹ nó giờ dạ, thưa thiếu quý em nói thiệt thiếu quý thằng chó nào nó ghi cái đó nó để sẵn thành ra do đó em thấy đã chẳng thà đưa phiếu trắng thôi em đánh em đánh vậy tôi mà điều tra ra anh An Giang là anh chết tôi thì cái cái tờ thi nào nó cũng có số hết thì ông đưa ra cái ông vừa cầm xong ông bụng miệng cười cười cái ông nghiêm lại nói ok tôi cho anh cơ hội lại nha do đó cái khóa tôi có mình tôi và hai đứa nữa thôi ở lại 6 tháng sau học tiếp tụi nó đi Mỹ lúc đó là được nửa năm rồi và có người thi bùa qua tới đất Mỹ thì nó bắt thi lại ở lắc lắc lên em for thì thi lại lúc khi mà tôi được qua mỹ đó tôi thi được 82 điểm tôi học lớp 2002 là lúc đó tôi ở lâu quá nó thấy già quá nó định đá tôi đi rồi đó, thì nó cho tôi đi thì anh biết là cái cuộc đời tôi á tất cả những cái gì mà tôi nói ở đây là tôi cố tình để nhớ lại những cái sự thật để cho sau này ai có coi á là nhìn thấy tất cả đều sự thật hết tại tôi một vị cảnh sát tôi không có bao giờ tuyên thệ chưa bao giờ nói láo có thể nói láo những chuyện gì nhưng mà nói láo về những chuyện ăn cấp đồ lật này này kia là không thì sau khi tôi qua Mỹ đó có một thằng bạn ở kế nhà tôi á nó đi qua thi ba lần đều 38 điểm hết mà lúc nó đi á nó là 88 điểm là tại thi bùa nó có trong đó nó bán bùa thì nó đồng ý cho anh đi học lại nhưng mà nó đưa anh xuống khu quẹt quẹt tức là woman air force mà hồi đó đó giữa đường ông đường bà kỳ, kỳ thị lắm anh mày bị đưa xuống cái khu mà đường bà air force đó là mắc cỡ lắm nó ô cái thằng đó sĩ quan web. anh hiểu không thì có thằng đó tên hạnh ở kế nhà tôi đó. thì nó thi hoài nó học lên được 45 điểm thì sau 2 tháng thì nó đuổi thằng đó về nước thì khi về nước, ông già tôi lại gặp nó hỏi con qua Mỹ có gặp ẩn không? Thì nó dạ con gặp bác ba hỏi sao con không tiếp tục học mà con về nước sớm vậy? Thì nó nói rằng nó quánh Mỹ. Thành ra ông già tôi đánh điện tính rồi đó đâu có điện thoại đâu đánh điện tính qua con ơi. Con được đi không quân đây là một cái danh dự của gia đình. Con ráng học để ra một thành một người phi công cho ba. Để ba nở mặt nở mày với hàng xóm. Con đừng quánh Mỹ nha con. Anh <laughs> tướng <laughs> anh tưởng tượng làm như muốn quánh mỹ dễ lắm sao mà nó về nó nói láo vậy đó đó là cái lịch sử mà khi tôi đã qua tới mỹ rồi tôi học bên đó thì anh biết là nó cũng cái hơn này trước khi tôi đi mỹ thì cái khóa tài phá của tôi ghi vô cái application chỉ có tài phá trực thăng thôi còn máy bay mà có cánh F5, A1, A7, C123, C30 gọi là fixed wing thì uh, làm sao tôi đi được phép Wing, tôi đâu có tiền đua lo lót đâu có người có số thì tôi nằm đó trong khi gọi khóa, lốp khóa máy sẽ đi cái gì khóa máy đi cái gì rồi tới cái khóa fix Wing. thì giống như là làm gì có mình thôi nằm ngủ cha cho rồi tôi nằm ngay góc á thì đứng ai cũng đứng nghe coi có tên mình gọi hay không thì nó gọi tên tôi cuối cùng gọi tên tôi cái tôi cũng chẳng bao giờ tôi không bao giờ nghĩ là có nữa. tôi ngồi xa tôi cũng nghĩ cái thằng bạn đấy Ấn. Nó gọi mày đi phí Quyền, người ta làm đây? đừng có sợ mày. Làm gì có phí Quyền, tao đã để vô đã để trực thăng rồi. Xong rồi nó, nó kêu mày kia, nó thiệt hả? Chạy lại cái tình diện cái ông, ông Đại Quý Hoàng đấy. Anh có muốn đi phía Quyền hay là muốn đi trực thăng? Nó dạ em muốn đi phí Quyền chứ. Dạ, tại vì em rất ngỡ ngàng tên em đây nói tại vì có bốn người không đi. Thành ra tôi phí trúng tên anh. Thì anh đi phí Quyền Đó là một cái may mắn đầu của bà đại tôi. Qua bên đây này, này thì sau đó đầu tiên chúng tôi đến Lắc Air Force Base. Người thầy đầu tiên đó, tôi còn để uh, tấm hình đó là ông Cúc Quýt mới chết. Để cách đây 3 năm tôi qua Mỹ tôi gặp lại ông. Là ông dạy cho tôi chiếc T-41 là chiếc xe na. Rồi đi học về nhảy dù ở bên Kelly Air Force Base. Rồi học cái nhảy ghế nhảy đó mà bị bắn rớt á thì qua Brooks Air Force B đi rất là nhiều căn cứ để học. Và sau đó thì chúng tôi đi qua Kistler Air Force Base ở Mississippi, chỗ đó là chúng tôi lấy cái cánh bay này. Thì qua học á có khóa trước tôi một khóa đó. Thằng đó tên là gì bữa tôi nhớ Tịnh gì đó, anh biết nó bị uh, tắt máy. Lúc đó solo mình bay mình tắt máy. Thì khi anh đi xuống đó, anh thấy cái bãi anh đáp mà không ngờ có cái cây ngã ngang khi máy bay anh xuống đó thì anh mất cái đầu tức là cái cây chặn ngang cái về đây thì chiếc máy bay chui ngang dưới đó thì cái kiến nó cưa luôn cái đầu anh mất thành ra phải làm cái đầu giả rồi có cái hòm tôi là hòm kiến đó để mặc nhưng mà làm rất giống cho ông thấy thì không phải là người nào cũng mang cánh bay về đâu có những anh em không bao giờ làm phi công được khi thấy chúng máy bay là chóng mặt do đã học về không lưu học về bảo trì mỹ nó đã đưa nó qua đây rồi nó phải cho học một ngành gì trước khi nó đưa về rồi cuối cùng khi ra trường rồi đó thì người nào mà điểm cao nhất á, là phải đi chiến đấu 1 tới 10 hoặc tầm 1 tới 15. Thì tôi chọn chiếc A37. Tại vì A37 lúc đó có 1.200 đồng. Vì tiền mà tôi chọn phản lực thôi. Còn chiếc A1 á, Tôi thấy nó rồi, tôi sợ gần chết. Nó vĩ đại lắm. Chiếc khu trục mà tôi bay đó là chiếc đó là chiếc mà xài lâu nhất của Mỹ. Ngay cả hàng không ở hạm xài cái đó đi đánh miền Bắc Rồi sau khi có F4 rồi á thì nó dùng chiếc A1 đó để đi rescue những người pilot bị bắn rớt Hà Nội. Tại chiếc đó mang bình xăng phụ có thể bay 5 tiếng đồng hồ. Và mang quả lực nó đầy đủ là 14 trái bom. 800 viên bạn đại bác và bay thấp trên ngọn cây được. Thì uh, tôi chọn a 7 thì uh, để lấy 1.200 đồng thôi. Thì ông Phạm, Phạm, Minh Xuân khóa trước tôi đó, thì ông về. Tại vì không ai dám đi A1 hết á. Thành ra ngay giữa cái uh, những cái chỗ dạ bay ở tại Lơ đó, vẽ cái tấm hình một phi công mang cái nón bay đây đi ngang một cái nghĩa địa có mấy chiếc A1 đậu là để the real fighter pilot ông thầy tôi thì ông trẻ lieutenant mà ông quay lại ông hỏi and what you think about this chẳng lẽ giờ tôi nói number ten tôi phải nói number one yes man is number one ông tưởng đâu tôi thích ông đổi tôi từ a bảy qua a một tới giờ chót khi mà tất cả anh em ra trường rồi gọi ủa khóa a bảy sống có tên tôi cái hỏi, oh I'm not good a 87 cái ông nói oh no You go to A1. Cái tôi nghe cái tôi muốn rụng rời tay chân. Anh thấy chiếc máy bài thôi nó sợ rồi. Nó cao dĩ đại lắm. Thì ông nói câu là bữa tao dẫn mày đi ngang á. Tao hỏi mày là cái chiếc này màu Mà mày nói màu one. Thì tao tưởng nó mày thích. Thì cũng vì cái miệng tà lọt. Mà vậy. Nhưng mà cuối cùng á. Tôi phải nói rằng. Khi bay chiếc A1 có thể cứu sống tôi là tại xung quanh cái ghế của người phi công A1 đó, là có một inch thép bọc hết người phi công. Cái quả tiễn nằm ở sau cái ghế nhảy tôi gọi là Yankee, kỳ, tức là khi nhảy vụ đó, là nó sẽ, cái quả tiễn nó kít cái canopy lên rồi nó kéo mình ra ngoài. Nhưng mà khoan là sau khi đó thì tôi qua phi trường Atlanta Air Force Base, Tactical Training, nó dạy mình cách không chiến thì thật sự ra bên Việt Nam mình F5, A37, những chiếc phản lực ấy, chưa bao giờ bắn rớt chiếc mic nào hết. Nói thẳng câu tại ba cái đồ đó, xin lỗi đồ giỏm của Mỹ không à. F5Y còn đã đỡ mà cũng chưa bao giờ bắn chiếc mít nào rớt hết. Mà trong khi khu trục đã từng bắn chiếc mít 17 rớt, đó do hai Mỹ bắn rớt chiếc mít 17, thì đó là một cái lịch sử. Do đó có những cái lúc anh em bay trên trời buồn quá chọc nhau chơi cái à, ta có một lần á, một cái chiếc F5 ví dụ bay cái thằng mít nó đi từ Quảng Bình vô vậy đây cái cái đám này biết làm gì break vì ở mà không quấn thành ra à, tụi nó về mới ngạo mà không có sự thật hay không tôi không biết đó là do anh em kể là nói là thấy chiếc mít bỏ chạy thành ra lần tôi thấy mấy thằng F5 á bay ngang đánh mùa hè đỏ lửa cái thì phải giỡn chứ tại vì ngày mai tôi sẽ chết không thể nào sống à, thì chọc nói là cẩn thận nha, số 2 bên tay phải mình bên tay trái mình có chiếc mít 17 á. Rồi xong cái bác hoàng F5 trên trời chỉ thề nói mày mày ngon mày bay đua tao không tao nói ủa. Được chứ, bay coi thằng nào bay lâu. Tại máy bay nó bay nhanh hơn tôi, mà bay tôi bay bay tôi thì bay lâu hơn tụi nó. Thì đó là những cái anh em giận nhau. Thì qua bên Excellence uh, for chúng tôi sống ở tại Hopefield Field chỗ tactical training nó làm nguyên một cái vùng dạy cho anh em thả bom có xe tăng có lô cốt gì cầm nó làm giống một bãi chiến trường thiệt rồi trên mấy chục mẫu vậy. thì nó cho mình tọa độ mình sẽ chấm tọa độ xong mình đi hồi xưa đó nó không có gps máy bay tụi tôi làm gps tất cả là mang bản đồ kẹp bên tay trái mình ta phải là cuốn dash One. để khi quay máy mình biết làm gì làm đến khi về nước thì chúng tôi lúc đó về thì như anh biết như quý vị biết là mỗi người sĩ quan việt nam mình có một cái giấy căn cước của mỹ quân đội có số quân đàng hoàng mà trước khi lên máy bay dục bỏ mà cái đó nếu ngày hôm nay có đó là trở thành một giống như một món vàng tôi hỏi tất cả bạn bè tôi đều không có hết nói trời mừng quá nghe về nước dục hết tôi có thằng bạn á, tôi đi về thì tôi lại lúc đó nhà mình nghèo có cái bộ máy mà anh biết hát dĩa đó mà hai cái lo có đèn nhá dữ nhá xuống tôi mua bộ đó sách gần chết trong khi thằng bạn tôi á, nó đi mua cái quần lót mà bảy màu thì tôi cười nó nó chắc một vali đầy mày mặt mày dữ phải về nhà cái cái vali đó, nó cắt được một căn nhà tại đồ đó hồi đó mất tiền lắm Việt Nam nhà giàu mua không mà mình ngu mình hám chơi mình mua dĩa hát về hát hàng xóm ai bu lại coi hết ông già tôi thích lắm nhưng mà không có tiền có thằng kia về nó là giàu đó là những cái mà tôi nói cái diện vậy ăn thua cái đầu óc mình suy nghĩ mà thôi nhưng mà khi đi về đó thì tôi biết rằng đi Pleiku cool là một chỗ ghê lắm chỉ có ba, ba hai chỗ đó biên hòa hai phi đoàn năm mười bốn năm tám cây cu phi đoàn 530 là khu trục mà nghe chữ khu trục đó mấy tên mà như a 37 đồ lái nó sợ lắm tại vì chiếc phản lực dễ có cánh lắm có cánh anh đẩy ra lên thẳng đúng độ kéo lên còn cái trục phải đạp tại vì nó có cánh quạt quay trái thì cái đầu nó lẻ anh phải đạp để cho cái đầu nó quay bên phải còn nếu không chạy ra khỏi chết trong phi đoàn tôi cái khu trục này nó đã giết bao nhiêu người rồi. là gì gọi nó gọi là cái hòm bay nó cái bánh đuôi ra, cái bánh trước, nên vì nó chở nhiều bom hơn tụi tôi, tại nó có cái dạng phóng. Chứ khâu trục này là xài không biết bao nhiêu cho tới trận Kuwait là cuối cùng. Thì khi về đó bắt thăm chỉ có một phiếu biên hòa mà ba phiếu pleiku, bốn người đứng một hàng về nói, ông thiếu Ý nói câu bây giờ có ba phiếu pleiku, một phiếu biên hòa, hãy ai bắt giữ biên hòa ở biên hòa thì thằng đó là, thì nó bắt Chúng biên hòa liền rồi ba phiếu kia cái dục rác đi về pleiku cool đó là phi trường của hanh đó chiều dài có bốn ngàn bộ hai đầu phi trường đều có dây cáp của hàng không mẫu hạm hết giờ máy bay tôi máy Navy thành ra cái hút vẫn còn khi một bên đó, cái thung lũng nó thấp xuống cỡ 200 feet gì nè nó giống như khi mình approach đó, giống như hàng không mẫu hạm vậy đó còn đầu đây á là cái đội trên bên kia là cái chợ thì về nhìn thấy cái phi trường thấy cái cảnh là bắt đầu ghê rồi biển hồ quân đoàn nằm bên kia xung quanh toàn rừng không mà những nơi tôi ở đó chỗ nào cũng có hầm trú ẩn hết. hầm trú ẩn vĩ đại luôn à, tại vì hầu như tại ngày xưa mà võ nguyên giáp á, tướng võ nguyên giáp á, của miền bắc đã tuyên bố rằng ai lấy được miền cao nguyên sẽ làm chủ miền nam việt nam thì trước trận, sau cái trận 75 đó, thì rõ ràng sau khi mình mất Pleiku cool và Ba mươi Thuộc Là mất dần dần từ từ hết Thì, ổng có cái đảo chính trị có thể là hơn những người khác mà nó biết Nhưng mà cái câu nói đó tới giờ tôi không bao giờ tôi quên, tôi nghe anh Đại Thì, tôi ở đó được là 4 năm, 3 năm, 8 tháng hay nhiều đó Thì, trong lúc đó tôi lấy vợ tôi đó, là năm 1972 cái hình mà trắng đen á hai chồng lấy nhau mà thật sự ra không có đám cưới tại vì đúng ra năm 72 á khi tôi về Quế đó vợ tôi người Huế là tôi in thiệp đám cưới và mời đám cưới mua đồ hết rồi ngày chủ nhật tới là cưới thì ngày thứ tư hôm nay về cộng Việt cộng bắt đầu pháo kích liên tục cho tới đó thì chả, tất cả di tản đà nẵng hết tôi cũng đi thì bà và vợ mới nói thôi hai đứa tụi bay thương nhau dẫn nhau đi đi Khi nào mà thanh bình là về Thì lúc đó tôi dẫn vợ tôi về Lê Cô thì có đẻ được đứa con Thì sau đó vợ chồng tôi về Lê Cô anh em họp nhau Đi ra cái quán ăn cái gọi là làm đám cưới Ông Phi đoàn trưởng chỉ cần nói à, hôm nay tôi chứng nhận anh em Nhưng mà trước khi làm đám cưới của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó Phải được sự chấp nhận thuận của ông Đại tướng Cao Văn Viên giấy gọi là giấy phép kết hôn nhưng mà không phải ông um, cao nhân ký thường thường thừa lệnh đại tướng cao nhân viên rồi dưới này bao nhiêu người nữa mới tới cái giấy đó hiện tại thì tôi vẫn còn cái tờ giấy đó và sau khi lấy xong rồi có một đứa con thì cái túi mà heo bánh bát là cái kỷ niệm mà hai vợ chồng tôi á là đi bay ban ngày thì tôi lấy nó đi bay mà ban đêm thì trời lấy khu lạnh lắm và không có tivi gia đình khu trục là nghèo nhất đi vô cư xá sĩ quan đó và cư xá sĩ quan chứ của mỹ xây thì từ căn nhà căn nhà từ dãy mỗi dãy bốn căn đi nghe anh không cần phải hỏi nhà nào của khu trục mà nhà nào của trực thăng thì nơi tôi ở chỉ có khu trục trực thăng thì nhà nào trước có xe Honda đa đậu ở trong có cái tủ lạnh to có quạt mái có giường nệm đại khái đồ đầy đủ hết á thì đó là trực thăng còn nhà nào chỉ có cái tủ lạnh có bê lớn thôi ha rồi không có gì hết chỉ có tấm đẹp đó là nhà khu trục đó là cái cuộc sống ở Pleiku thì mùa hè đó lửa đến tôi nằm uh, phi đội ở sư đoàn 6 không quân tức là phi không đoàn 72 chiến thuật và phi đoàn 50 tụi tôi trấn cái vùng Tam Biên, Việt Biên Lào và đường mòn Hồ Chí Minh có những cái phi vụ chúng tôi bay qua bên dưới là ban đêm đó, thả bằng radar radar ngày xưa không phải nó gắn trên máy bay nhưng mà nghe theo tín hiệu gọi là đài bóp chính xác không thể tưởng được thì đường bò hồ chí minh nó xây cầu mà xe chạy hai chiều là anh phải biết là bằng xi măng đàng hoàng thì một nhiệm vụ của tôi đánh cái đài bóp tôi bay ban đêm mà từ pleiku mà bay qua tới đường mòn Hồ Chí Minh đó, tức là kế biên giới Lào đó không có một đốm lửa ở dưới tụi tôi phải tắt má tắt đèn hết chỉ bay với nhau nhìn với nhau bằng cái ống khói lửa đó và cái thằng L19 lúc nào vậy khu trục đi đánh khu trục thì giống như thiên lôi vậy đó hễ thằng L19 á mà bỏ cái khói đâu rồi nói tôi quấn trái quấn phải như thế nào thì tụi tôi đến là thôi thì khi mà qua quấn cây cầu đó Thằng mươi chín nó bay xa xa vòng vòng Nó không thấy tôi Nó hỏi bạn còn mà xa tôi nó khoảng năm mai Thì bắt đầu bằng dặn cái đèn lên tôi coi coi Thì nó dặn cái tôi thấy nó tú đằng kia Rồi nó hỏi tôi dặn đèn tôi coi Tôi dặn lên đây Vừa dặn lên một cái lại dưới bắn lên Tủa rồi đó Thì tắt đèn nhưng mà dẫn theo đài bóp nha, lúc đó không có đổi cái sinh được là đài bóp là cái đài có tín hiệu. Thí dụ như tích te tức là bên tay phải mà te tít là bên tay trái Còn phải đi đúng là gọi tí còn khi nào đi ra xa đó tít đi 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 là phải chạy vô đến khi nào mà tới điểm rồi nó qua nên tít 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 là nhấn cái nút sáng hôm sau cây cầu sập hết tôi cũng thấy 10 trái bom mk 81 mỗi chiếc sập đánh sập cây cầu chúng tôi đã từng qua biên giới lào quánh Campuchia, quánh Miên, phi trường Đức Cơ, Hậu Nghĩa, toàn những trận đánh độc đáo. Mà trận đánh độc nhất của tôi đó là mùa hè đỏ lửa. Là sáng hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi mới thấy xe tăng Việt Cộng là tại phi trường Dato'. Là 7 giờ sáng đã phi đó phi tuần á, người lead là ai tôi quên nhưng mà người mà phi công số 2 đó là cơ Nguyễn Tài Cơ hiện tại Cali đây. Cậu ta mang 6 trái bom Napalm mà lúc đó không có trang bị quả tiễn chống xe tăng là tôi đâu biết gì cộng có xe tăng đâu mà đánh tụi mỹ biết gì cộng có xe tăng mà tụi mỹ nó không có cho người mình biết để coi tụi mình có handle nổi hay không do đó ngày xưa mà dân biểu phạm châu anh của phạm minh xuân đã từng nói rằng là thấy có hình dạng xe tăng mà cứ nói là xe bò rồi nó đặt cái chuối thì tụi nó quá cũng làm vậy nữa chiếc xe bò xong cái trang bị rôm nữa xong nó để cây chuối trước trên trời mình thấy có cây thẳng tưởng nó sẽ tăng thành ra có một anh em của tôi đó quấn trúng cái xe bò đó mà tụi nó chụp hình tụi nó nói xe tăng về được cái huy chương rồi nhưng mà sau này nó khai thiệt tôi đó, tụi tao quấn xe bò mà được xe tăng à, được huy chương xe tăng thì cái đó là những cái chuyện đó. nhưng mà ngày mùa hè đó lửa đầu tiên chiếc xe tăng chạy trên phi đảo đắc tô sư đoàn 22 bộ binh 23 gì đó thì phi tầng tôi quấn, cái người đầu vô đánh cái bom nổ hụt thằng bạn tôi vô thảy sáu cái bom chụp chiếc xe tăng thì cho nó cháy thì khi xe cháy thì nó tiếp tục nó chạy vậy thì trong xe tăng nóng quá mấy người đó nhảy ra thì trong khi đó tôi đánh mé phi tầng bên kia thì nó gọi là coi lạ quá có xe tăng thì lợi thằng N19 nói, các bạn ở trong vùng đó, muốn coi á, tại sao bốn thằng đó đi theo xe tăng là tại tụi nó bị xiền xiền tay chân dính vô xe tăng đó dây xích dài thành ra nó cứ bay sát trên đầu á, thì thấy giống như nóng quá đó, đó kéo đi thì bốn người đó sau này chết hết là một khi cây súng nào mà xài trên hai người và những chiếc như xe tăng đều bị xiền hết mất người chứ không mất của đó là cái phương pháp diệt cộng lúc đó tại một cây súng chẳng hạn như cái làng La Vân ngày xưa khi tôi làm ở chỗ trưởng uh, hồ phòng hành chánh quận ban đêm diệt cộng đứng kia la chửi bới thì trong đồn tôi tôi ngồi cái bắn đại liên ra ra cắt cổ một cái bà già nói là làm làm điệp viên cho Mỹ rồi tuyên bố rằng đó, sở dĩ bà này phải chết mà không cần phải bắn viên đạn tại viên đạn tốn tới 9 đồng cắt nghe thì đỡ tốn tiền đây là những cái tên mà cần phải chết ngày kia rồi đồng bào la lối thì đương nhiên có những người đứng đó đó là những cái cảnh tàn ác mà sáng hôm sau tôi đưa ra thì tôi tôi thằng bạn tôi trưởng phòng an ninh nó phải ra điều tra nhưng mà điều tra biết gì đâu điều tra có thằng nào học hành gì đâu lên đó trốn dịch không thì khi tôi ở Pleiku đó cái trận đánh mà và tôi là người được nói chuyện thẳng với thiếu tá Nguyễn Đình Bảo rồi đó ông thiếu tá Nguyễn Đình Bảo tức là từ chỉ huy uh, tiểu đoàn 11 ví dụ thì đứng lên đợt bay lên cao đó đội Alpha Bravo Charlie Delta Bravo I mean Delta Echo thì cái đồi chặt ly á nó đặc biệt đó, nó nằm đó, thì tất cả anh em đóng trên đỉnh đồi vậy nè có từ lỗ từ lỗ lỗ mình nhìn thấy đó thì khoảng nguyên một đại đội thì cái chiến thuật của ông tư lệnh mình sư đoàn hai á khi qua tới đây rồi mình lớn mình học về chiến thuật thì thấy quá dở tại pleiku á cỡ bảy giờ bắt đầu sương mù nó phủ hết mà đỉnh núi rặng trường sơn thì nằm riêng từ rặng mỗi đại đội đóng một cái đội rải rác rồi một cái đại đội thì tôi ước cộng nó lợi dụng tới cái lúc mà ban đêm đó, máy bay lên không được, trực thăng lên không được, khu trục lên không được thì bắt đầu đem một tiểu đoàn quân tại đội thì kêu gọi chúng tôi phải chịu thua đó. lên có cánh không thấy phi trường đó làm sao đánh, không thấy mục tiêu làm sao đánh, tụi tôi đâu phải giống như bây giờ mà F35 là nó có cái radar nó chỉ cần nhấn nút là cái bom bay ngay cái lỗ trong mai luôn hồi đó là quýnh bằng con mắt và cái ganh sai nó tròn vậy có điểm đỏ ở giữa đó. mình lá với skill của mình ở dưới nó bắn lên như lạ vậy đó anh biết thì sáng hôm sau là nó gần như overrun thì trước một đêm một ngày overrun đó thì tối đó chiều đó là ông, phi tuần tôi bay thì ông nói là anh quánh giùm tôi 50 phút anh tưởng tượng bay 5 ngàn bộ mà 50 phút là từ cái chỗ mà mình thấy cái lỗ trong mây cho tới chuyện nhiêu này. Mà trẻ bộ mà lớn, này. anh phải thả. Thì ông nói câu rằng, nói, 50 phút gần quá quánh không được. Ông nói tôi là thiếu tá Nguyễn Đình Bảo. Tôi cho phép anh đánh tất cả mọi tai nạn, tôi chịu trách nhiệm. Bắt đầu tôi quánh. Tôi nói số 2 vô cẩn thận tôi bắt số 2 quấn cách 100 phết thì tôi quấn ra rớt cái bồn này tới bồn thứ hai y chang. Bắt đầu xong cái quay lại quấn thêm 8 cái bồn nữa. Tôi đã đen hết khắp nơi, hầu như. Thì cuối cùng tối đó, thì sáng hôm sau nghe nói nhị vụ thất thủ. Thì trốn về có mười mấy anh em, về nghe dinh đỉnh trưởng. Thì tiểu đoàn 11 có em sách cái đại liên 30 đó, để nghe dinh đỉnh trưởng bắn lên trời vòng vòng gì là nói tại sao không có ngay ngay quân đoàn quân đoàn tại sao không cho tiếp diện này kia tự không quân đấu lên được thì sau đó từ từ mình bắt đồi anh chặt ly xong một cái đó cả bravo alpha và cuối cùng đó cái chỗ mà mất đó, mà cái cảnh tượng mà kinh hoàng đó, người thường phải thấy mới mới thấy kinh hoàng đó là cái đồng Benhead đồng Benhead là nằm về hướng bắc của dãy Trường Sơn tức là Bravo Info tới Eco đó chạy bay chừng 15 phút nữa tới Ben Hết là một cái thung lũng giống như Điện Biên Phủ vậy đó quân đội bên đóng cái đầu ở dưới một lần mà muốn thả đồ vô đó trực thăng bay xuống đó là khu trục phải bay xung quanh bảo trợ hệ thấy vô nào nó pháo kích là bạn thả bom liền thì khi Ben Hết nói rằng xin khu trục lên yểm trợ để cho trực thăng cứu dưới Ben Hết thì không đủ trực thăng thì chiếc cái cuối cùng đó thì bay phải bay vòng tròn gì mới lên được cái thung lũng lên tới trên thì tôi thấy hai cái cảng trực thăng thẳng về đây thì tôi thấy có sao có làm như sợi dây á thì tôi hỏi anh làm chính thì nó nói cái đó người ta đó khi trực thăng lên rồi câu cái tay vậy nè thì người thứ hai giữ người thứ hai ôm bụng người thứ hai ba giữ ôm bụng thì mới vừa lên quẹo bên trái tôi nhìn thấy nguyên cái dây người rớt cái tôi dòm qua này tôi không dòm rồi xong cái tôi quay lại còn thấy cái cái người thứ hai thì swing vậy thôi rồi tôi quay lại một chút xíu nguyên cái dây người rớt xuống thì chết tại vì ngay giây phút đó là cái buổi cuối cùng của cái đồng Ben hết thì trong cái thời gian mà đánh mùa hè đỏ lửa đó tôi cho vợ tôi về quế là tôi biết tôi sẽ chết từ ngày đầu tiên là mùa hè đó lửa là rớt 16 chiếc máy bay, bay khu trục bị bắn rớt hai ba chiếc còn trực đa số trực thăng không thí dụ một người phi công về khu trục bị rớt trực thăng bốn người vô bị bắn rớt chết bốn người nữa là sáu cộng đây là bảy thành ra tội nghiệp anh em trực thăng lắm mà rừng rú nên là có thể anh biết không có nhiều khi có người tôi nhờ lùng hơn thằng mỹ chứ khu trục nó vĩ đại kinh phải anh phải thấy cái khu trục rõ ràng rồi mới biết nếu tôi là cái thằng Mỹ bình thường tôi đã bị viên đạn ngang đầu tôi một lần. Nó bắn, tôi đi thấp về thả nó ban thì tôi nghe bụp. Tại vì tôi phải nhìn vô gan sai vậy. Thì đến khi tôi về á thì tôi ngồi thì nó Trung Quý Phương mới lấy cây tre sọt qua cái lỗ canopy thì nếu mà tôi ngồi thẳng về tôi bể bể ốc nhưng mà trong tất cả những ví dụ quấn đến độ mà tôi phải gửi vợ tôi về quê tại tôi không muốn chứng kiến bà lãnh thay tôi rồi cái cái vali khi tôi đi mỹ tôi đề tôi siêu lại hết giờ tôi đề con khóa đàng hoàng chìa khóa tôi dán ra sao để nếu tôi tử trận gửi về cho bà lê thị hiền ở tại số 187 thái phiên quế là tôi biết tôi chết tại vì bạn bè mình chết ngay cả phi đoàn tôi có dương quỳnh kỳ chết đó, mà mất cái đầu luôn tại khi mà cái dù giật không ra đó anh nguyễn thành trung tức là các anh một lát tụi tôi đi thăm ở ngay thành phố này đây thiếu tá hai lần dịch vụ ra ông phạm nhân thẳng không biết anh có nghe không thiếu tá thẳng giật dù ra ông nói không ra mẹ ơi thì cuối cùng mỹ lại điều tra thì việt cộng cho đặt công vô tại khi cái dân kỳ xích anh giật về thì qua tiễn nó bay thì cái kim mà kết quả đó bị bẻ công hết thành ra sau đó khi tôi bị bắn ở tại đeo đồi Đắc Tô đó, ở tại phi trường Đắc Tô đó, tôi về đáp. Rồi tôi đáp một, đáp một cái là vợ tôi bồng đứa con dòm vậy nè. Tại vì tôi có cái danh hiệu gọi là Shark Leader. Người nào bay tôi bị bắn, y chang. Ông phi trưởng bay tôi bị bắn, ông không sợ không dám bay. Ông trưởng phòng hình quân cũng vậy, cũng không dám bay. Ông Bạch Diễn Sơn không biết, không biết. Phi trưởng tôi cũng không dám bay à, một lần tôi bị cháy tàu á, phản lực là chết liền tôi bị cháy tàu đến độ lửa phật đề hết mà tôi biết rằng cái dù này giật ra không ra thành ra tôi không dám mà tôi lết về tới phi trường mọi người cho hay là tại vợ tôi thấy một chiếc máy bay đáp về mà cái ví dụ đó đi một tiếng rồi chắc chắn chồng mình hỏi ai đó nó ẩn à, sắp sửa thấy xe cứu hỏa đồ trải phôm rồi đó thì tôi đáp xuống thì một lần mà tàu mà nó thấp quá đó, cái tôi dặn lên thì lửa phật nữa nhưng mà nó quay kết quả cái chiếc nó được một cái phản lực là nổ rồi lên lấy cao độ nữa tắt máy lại mà khói bịt mù và phải gạt trên máy bay nó có đồ gạt nước thì tôi về tôi đáp vừa xong một cái anh biết không thôi nhảy ra một cái tàu phật hết đó là một trong những cái thôi nhưng mà cái mà lạnh lùng nhất trong cuộc đời tôi ấy tôi không rá xuống nghĩa vụ đó. Ngày đó trời cũng lạnh, mùa chiều mùa đông rồi. Tôi đánh uh, đồ chặt ly tôi về. Thì uh, khu chặt ly ấy, không biết đánh đồi nào. Thì tôi về tôi mừng lắm. Xong rồi cái nghe, vừa mở carabin ra, rồi mở cái hạt nét beo ra. Thì hai tay thọt lên đây lại chỗ mà gắn dây dù nè hai tay tôi đẩy ra để mở lấy dây dù ra thì khi tôi thọt lên đó tôi ngồi tôi, không có gắn cái thằng cơ phi đi tại vì phi trường nó bị phóng kích thành ra tôi nhảy lên tôi bay mà quên gắn hai này nếu lúc đó tôi giật vụ thì cái vụ điên bên tôi điên bên đó là cái mà trời lạnh mà anh biết mồ hôi tôi ngồi đổ vậy và sau đó vào khoảng vài năm tôi vẫn còn nằm chiếc bao thấy tôi bị bắn rớt giật dù ra và cái dù bay bên kia mà bên đây tôi lộn nhào cái hình ảnh nó không bao giờ nó nó, nó ra khỏi cái đầu óc của một người. ngày xưa sở dĩ chúng tôi ghen, tôi đã từng nói người mỹ có ba điều kiện làm cho trở thành một phi công giỏi thứ nhất là phải dân trẻ thứ hai phải đâm là ngu thứ ba là phải gọi là ego biết ego tức là có bản ngã to thì mới trở thành một phi công giỏi mình ngu, mình ngu, thì mình mới chơi mấy cái ngu, tôi chơi nhiều cái ngu lắm, và hầu như là tối nào cũng phải đi uống rượu, sáng hôm sau đi sớm, thấy cái phi đạo cắt cánh, mình biết. thấy nó vậy nè, cái dũi mắt gì, lên vậy, cái đầu nguyên vàng và bay lên, tại vì mình biết mình không có ngày mai. Hôm nay tôi một lần rời khỏi phi trường Chưa chắc tôi đã về Vợ tôi cũng chấp nhận cái đó nói. Và khi được một cái can đảm của người đường bà Mà hiện tại đưa ở nhà ông bạn tôi là ông Thiều Trong trung lúc mình phỏng vấn đây đó Thì vợ chồng đồng ý thế này Tôi đi đâu tôi có mang trái đồ đạn của Mỹ Gọi là trái đồ đạn mini đó đây. Tôi nói nếu mà mình Thì lúc đó rụt rịch rồi sau năm 74 là tôi bắt đầu mang trái đạn đi. Nếu mà tôi bị bắn rớt á, thì cây rulo đây có 5 viên thôi. năm viên cho nó, một viên cho anh. Nhưng mà nhớ là trái đạn này cũng sẽ nhiều thằng chết. Trước khi anh tự giận, anh không bao giờ bị không bắt đâu Em đừng lo. Nhớ nha. Giờ em lo cho con. Và nếu mà sau này á, lỡ mà mình có không ra khỏi Việt Nam, không biết sao mà tôi nói với bà đó, năm đó năm 74 thì em có đồng ý tự giận với anh không? Nói em đồng ý. Em không sống gì rồi. Nói đây là, đây là cái này kết liễu của tụi mình này. Nhưng mà cuối cùng khi gần tới cái ngày mà tháng 2 á, thì bắt đầu lấy danh sách những người để đưa qua Mỹ, gia đình của A1, của Trục, a bảy a năm Thì trong đó vợ tôi nói... à, tất cả mọi người ghi danh để đưa vợ con ra một chỗ khác an toàn hơn để đến giặc mình nghe thôi nhỏ biết gì toàn mấy ông lớn thì đúng cách trước hai tuần lễ có thể là cuối tháng 3 thì gia đình tôi nào 30 tháng 4 thì chắc cái tuần thứ hai của tháng 4 thì vợ tôi lên C-141 rời khỏi Việt Nam thì tôi ở đó tôi quýnh thằng nghề như bình thường thôi và còn vui vẻ nữa vợ đi rồi mặc sức mà tung hoành về cần thơ rồi đi ra ngoài cái ba chơi cho nó vui nhậu nhẹt nhưng mà trong cái chuyến mà xe bớt mà chở vợ tôi đi thì có một cái anh bạn thiếu tá của phi đoàn năm mười bốn ở tại oklahoma hiện tại không biết anh còn sống không thì bà vợ lúc đầu ra anh ơi khi mô em mới gặp lại anh thì ông này chạy theo giói tay thì nói em ơi khi mô anh mới gặp lại em cái tụi tôi nước mắt chạy tại cái lúc mà vợ đi mừng quá nhưng mà khi ông phát ra cái câu đó rồi cái bỗng dưng cái lòng mình lắng lại à vợ mình đi đâu mà biết mình có sống để gặp vợ mình hay không thì tụi này tôi với anh liêu buồn về rồi anh nói đúng không biết là đi chuyến này vợ chồng còn gặp nhau thì sau đó chúng tôi rút từ Biên Hòa về Sài Gòn. Sài Gòn sau khi Nguyễn Thành Trung rồi đó thì chúng tôi về Cần Thơ nhưng mà vẫn tiếp tục đánh. Nhưng mà trong khi đó thì ông Thiệu đã rời Việt Nam rồi. Đi trên, à, theo tôi biết là bữa đó tôi bay từ Long vô Long An, nó không cho tôi vô. Nó nói chờ hai chiếc máy bay phi trường, tự nhiên cái cánh là mới được. Thì hai chiếc máy bay đó là gia đình ông Thiệu đi. Mà tôi không biết gì hết sau này theo lịch sử tài liệu lịch sử đó với anh em kể thì sau này lúc trước ông kỳ có lần muốn làm chuyện lớn thì sau đó đã nghe rõ rằng ông Kỳ không thể làm chuyện lớn được Tại ông làm nó giết ông Tại ông Kỳ họp tất cả anh em khu trục Chỉ tin anh em khu trục thôi Để tiếp tục để quốc mình ở lại quýnh Thì ông cũng có cái tinh thần Nhưng mà cái sự về nước của ông Ông làm mất đi cái danh tiếng của ông Thì đó là những cái cuộc chiến và những cái cách sống của cái người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến mà tuổi trẻ thì may mắn thay vào ngày 28 tây thì sau khi tôi đánh cái trận cuối cùng ở tại Nha Trang giúp Trung tá Bình phá binh ông được thăng lên là chuẩn tướng tại vì ông Phạm Ngọc Sang thiếu trưởng tướng Phạm Ngọc Sang bị bắt và ông này lên là chỉ huy trưởng mặt trận tiền phương chỉ vài ngày thôi thì cũng mất nước nhưng mà khi tôi đi bay từ nha trang sau khi thả bom giúp ông rồi đó thì trên đường về tôi bay ngang xuân lộc thì anh em nhảy dù đóng ở tại đây đó, thì liên lạc nhau máy bay liên lạc với bàn đài fm tức là cái máy mà đeo sau lưng thì anh em thấy máy bay tôi bay ngang mà nói một câu mà khi tôi nghe nước mắt tôi chảy tại tôi được tụi tôi được lệnh đi thái lan và sau chuyến này về đi thái lan thì anh anh em ấy, ở dưới nói câu vậy các anh đừng bỏ chúng tôi nhé cái câu nói quá tội rồi tôi tôi bay qua của vũ tà À, rồi sau đó đã đưa tôi qua đảo qua tôi đi chơi với vậy không nghe rồi tôi không biết vợ tôi ở đâu nhưng mà cuối cùng á thì có thằng nói trời ơi vợ mày đứng ở dưới cái liều xanh dưới kia nó nghe nói là mày bị bắn rớt chết mà không quá trời bắt đầu tự giận gì kia thì đó là hai chồng tôi gặp nhau yeah. qua mỹ thì ở trại pennington ở trong đó 6 tháng thì được ông đại tá Colonel Sango, Daniel Shango ổng là đại tá lực lượng đặc biệt năm lần qua Việt Nam thì ổng mới nói ổng muốn bảo lãnh một người gia đình Việt Nam mà tại gia đình tôi năm người thành ra Mỹ không ai bảo lãnh đó. tôi trong đó tối ngày tôi phá người ta mà kiếm chuyện đi phá tại tánh tôi ráng mắt lắm tôi phá thì cuối cùng ổng do là vợ trước của ông Nguyễn Cao Kỳ tức là chị Dung đó, thì có đứa con gái tên là Nguyễn Cao Kỳ Trang đó thì chị Dung đó lấy ông chồng Mỹ đại tá sau khi ông Kỳ lấy bà Tuyết Mai thành ra ông Mỹ đòi đám cưới chị Dung chị Dung đồng ý và về, về Mỹ thì ông này á mới giới thiệu ông đại tá là tôi có biết một gia đình thì tôi biết chị Dung thành ra chị Dung giới thiệu do đó tôi về đó rất là sung sướng sống ở tại một cái thành phố nhỏ Newville Pennsylvania anh biết không tôi ở đó, đó cái làng nó buồn quá ngày đầu tiên á mà mùa đông á tôi ngồi chờ vợ chồng con cái vẫn nó lạnh ngồi chờ tuyết ra coi sau khi ra chơi tui, cái tuyết đầu tiên đó tôi nói em ơi không bao giờ anh thích tuyết hết nó lạnh quá và khi đầu tiên tôi về đó cái nghề tôi làm đầu tiên là hốt cứt ngựa cho người Amish à, người Amish là cái người mà họ không tin rằng những cái đời sống vật chất hiện đại là đúng theo kinh thánh do đó họ chỉ đi xe ngựa và cái nghề của tôi á một khi có xe ngựa đậu đó mà nó đã làm một cái đùng á tôi chủ kêu an lên up tôi lấy đồ ra tôi hút hai đồng rưỡi giờ rồi nó có một cái xui mà cũng là cái hên tôi bị bị bệnh ruột dư tôi làm cho sếp quê à, thì uh, tôi làm cho sếp quê uh, cái công ty mà chắc ở Cali này có đó là xếp quê là cái Roshi Store đó dạ. Yeah. thì trả được tôi là 12 động giờ lúc đó lớn lắm kinh hồn lắm thì tôi lại đêm đó 7 giờ tối bắt đầu tôi đau quá đau quá tôi vô bệnh viện Calao Pennsylvania thì sau khi chụp hình xong nó nói tôi là bị bệnh đau sạn thận để cho tôi 200 viên thuốc tôi kêu về uống thì tối hôm đó tôi chỉ đút cái ngay chỗ đau này ngay cạnh bàn mà tôi càng siết càng vậy tôi chịu nói tôi la nguyên đêm thì 7 giờ sáng hôm sau tôi gọi một lăng chạy lại chở tôi đi. trở lại thì cũng ông đó còn trực ông nạt tôi ông nói câu đó I told you you have to go and take 200 pills. finish that it's done lúc đó tôi cũng dùng dân cũng còn lúa bánh lắm nữa chửi nó tôi nói get out my face man đau quá thì trời cũng thương tôi anh một bác sĩ xách cái túi đi vô vừa hỏi gì đó bệnh nhân này đau quá cái cha vừa dò mặt tôi cho đẩy kêu cô thư ký receptionist ngay về bệnh viện ra đóng cửa phòng lại lấy bao tải thọt chắc tôi cộng nói nào tôi nghe chữ nào thì băng ca khiêng xuống đẩy đi vô trong thì hai cô chạy theo chích hai mũi thuốc hai tay kêu tôi khao thì tôi nhớ rằng phua phai phua rồi đi luôn thì đến khi xong rồi đó thì bắt đầu nó infection từ tới là cái bụng tôi giống như người sắp sửa đẻ đứa con thành ra nó nói là chụp thuốc mê mày nữa mày chết nó trải ni nguyên cái phòng nó nó cắt ở trong sình hết rồi cái nó bị bể rồi và dạ, ông cho tôi hay rằng trong một trong một hay hai triệu người đó, mày là chỉ thằng lắc trí thôi mày còn sống do đó vẫn để giải vậy, nước chảy ra vợ tôi người đường bà khoảng năm phút thôi chở năm người trên chiếc xe vét nhỏ xíu à, đi từ bên về tất cả thăm bạn tại mình nghỉ được 3 tháng thì tôi nằm ghế nghiêng gì đây thì khi về tới đây rồi bà nói tôi câu, anh ơi em không về Pennsylvania nữa đâu là tại vì đường xa quá em lát nổi cái tôi phải bay về đây tôi về đây tôi có được cái hồ cá mới cái tủ lạnh mới giặt mới sấy bạn bè là chia tay nó ngồi vòng vòng có thằng nào có tiền nó không mua nó giống như kiểu sư tử với cái đám mà hai ý này vậy đó chờ hãy mẹ ăn xong rồi tao lấy thì ngày mai tôi đi rồi tôi nói thôi bạn bè ai có cần gì cứ lấy hết đi nhạo vô chia lát dọn sạch lúc đó ai cũng nghèo hết chứ không phải giống như bây giờ mà qua đây còn chê cái chung cư mới chung cư nhỏ đâu thì khi đó thì về tới sát xong á tôi gặp bạn cũ và trong đời tôi có những cái chuyện mà đối với bạn phải người nào cũng tốt đâu có những người bạn thân với tôi hiện tại là anh Thiều rồi đó, đó ở tại ở Anaheim đó chứ còn ngoài ra những người bạn khác có nhiều khi chơi mé ngoài và bên trong họ không có gì hết đó. có những người tôi đã từng xin ở trong gara tôi mới xuống đó tôi đâu biết đường xá đâu bảy giờ tối xin ngủ trong gara mà không cho năm đứa con chở ông vòng nói hôm nay tối nay mình ngủ xe mai nhờ được một cặp vợ chồng của C119 nghe tôi không có chỗ ở kêu tôi vô thành ra tôi vẫn nhớ đã ơn nó hoài thì qua tới đây tôi đi làm cho sếp quê lại hết cái tôi sáu tháng sau rồi lên men rồi. rồi sau đó tôi đi làm cảnh sát đủ nghề hết á in thứ gì tôi cũng làm hết á sau đó làm cảnh sát sở dĩ tôi, tôi làm cảnh sát là có hai chồng bây giờ vẫn còn bạn là bạn tôi giờ đổi tánh rồi quấn vợ mà một lần nắm đầu không à kiểu việt nam á thì cứ nghĩ là vợ tôi tôi quấn cảnh sát làm gì cảnh sát bắt lên thì nói chuyện cũng được bắt tôi thì thằng chột ngon hơn mụ tốt lá tiếng Anh mình đủ để không kết chứ còn tiếng Anh mà nói mình báo cáo cái report viết dễ hẹt à tôi đọc mấy report đầu tiên tôi bất cỡ lắm không phải bất cỡ mà thích cười thôi vậy mà nó cũng đem ra tòa rồi xong á thì hai chồng gì đó mà nó dụ tôi đi thì hỏi hồi đó giờ bổn ai làm cảnh sát việt nam nói không người nào thi cũng rớt làm sao đậu được nó hỏi về lịch sử Mỹ về vấn đề hiến pháp Hoa Kỳ này kia không? Vậy mà tôi nói ok để tại sao mày không đi thử? Tôi nói thôi vậy Vô đó thì bắt đầu tôi lật sách tôi học và nghề thôi. Tôi dòm chết rồi. Thì vô đó, đó, thì tôi được biết rằng cái người mà mày nói là là Mỹ đen và Mỹ. Mày nói thì ti thôi. Lúc đó tôi chưa biết Mỹ đen và Mỹ là được vô bảy mươi điểm. Người da trắng tám mươi. Thì tôi mừng, tôi nói bảy chục, tao có thể làm được, tại toán tôi giỏi lắm. Nhưng mà đến khi vô nó mày phải score là 80 over. Hỏi sao vậy? Tao mày nói là tí nói không. Luật của Mỹ để rõ ràng mày nói tí chỉ có African và Mexican. Còn mày phải 80. Thời ơi tôi ngồi tui nói, cái đó tao là super mày nói thì Tôi gây với nó. Lúc đó tôi hai cái lộn với nó đó. Mình dân Phát Tây Rồi á. Tôi thi được 82 điểm từ đầu. Khi dùng đó. Rồi đến khi tôi đậu nó hành hạ tôi 3 tháng trời mà đây thì giờ không có đủ để mà giảng nghĩa nó hành hạ tôi như thế. Nào? Tới cái giờ chót chỉ còn có 4 ngày nữa là cái lớp học Academy nó mở ra. Thì sau khi đó nó bắt tôi phải đi thi cái bằng trung học Mỹ. Nó nói là basic là phải có high school trước. Tôi hỏi tại sao mày nói tao đủ điều kiện. Rồi bây giờ xong rồi cái tao thi đậu cái test, entry test rồi. Bây giờ mày đòi high school. Bây giờ lấy ở đâu? Nó kêu vô là trường này học coi. Thì tôi học hai ngày tôi thi đậu cái, cái cái cái, high school. Anh hiểu không? Rồi xong một cái rồi vừa vô đó chỉ còn có hai ngày nữa. Tức là ngày thứ năm, thứ sáu. Thì thứ hai cái lớp đưa cho con mẹ đó. Nó nói câu là cái lớp bây giờ đã đủ người rồi. rồi lúc đó tôi bắt đầu nổi nóng. Tôi dẫn vợ đi vô gặp thằng phó ti cảnh sát thành phố đó, đó là một ngàn tám trăm cảnh sát ông phó cảnh sát trưởng tôi đá cái cửa vô tôi đâu phải vừa đâu đá cửa vô đó hey, mày tao cho mày biết mày có mướn tao không nói cho tao nó biết đừng có để cái đám nhân viên mày á, bữa thì nói tao qualify bữa thì nói không cái ông hỏi mr Trung, come down sit down please you and your wife tao có hỏi tôi gì tôi giảng nghĩa cho ông nghe là nói hoàng như vậy ông cầm điện thoại lên ông gọi ông captain corner chỗ trung tâm trưởng huấn luyện ông nói một câu rằng I want Mr. Trump to go to that academy Monday. If you need a desk or a chair, come to get mine. Anh biết tôi vô lúc đó như, như, như chỗ không? Tám chỗ. Chỉ hành hạ mà nó không muốn mình vô thôi. Rồi đến khi mà tôi đi vô cảnh sát rồi thì lại kỳ thị. Đến khi mà tôi đi làm việc đó ra đường bao nhiêu người cười tôi. Hey, Ching Chong, nó gọi thì Ching Chong, tôi cũng cười thôi. Hey, you, you know my family name, thank you. Nhưng mà trong đời tôi, khi tôi làm patrol, tôi không bao giờ ghi ai tiết Trừ khi hỏi tôi câu này, where you come from? Hoặc là what the hell you stop me for, man? Còn thấy người nào làm lỗi, tại cảnh sát là thằng lái xe ẩu nhất. Thì tôi sẽ nói là ơn chậm lại trong đời tôi ghi tích hợp chỉ có một thằng thằng nó cho bốn cái tích tôi cho nó đi rồi Và tại vì nó chạy chiếc convertible, chở ba cô cái mỹ việt nam rõ ràng đi nó chạy vượt bản stop vào trái cái tôi rượt theo tôi lại nói cho coi bằng lái thấy nó cũng không bị cái gì nhiều tôi cho nó đi tôi nói lần sau chạy tôi nói tiếng việt đó lần sau chạy cẩn thận nhà bản stop ngừng dụng nói hey man i'm not vietnamese tôi dược cái bằng lái cho bốn cái ticket. cạch cái thứ nhất dược bản stop sign. cái thứ hai quẹo well trái cái thứ ba không xích bèo cái thứ tư bản số xe giờ cái thứ này nãy you let me go now why you ride me man? tao let me go tao tưởng tao là Vietnamese tao Vietnamese là new comer. they don't know the law but you are American right you know the law this is your ticket see you in court đó là cái cách tôi làm việc và làm việc đối với những anh em mà con lai thì cuộc đời tôi tôi thương hơn nhiều những người khác tại đây là những cái con người đã bị bỏ rơi giống như rác rến của uh, miền Nam cũng như là cộng sản coi giống như rác rến vậy đó thì phi nhung cũng nằm trong cái hoàn cảnh phải đi bán này kia rồi giống như được cái cổ có được cái may mắn có cái sắc đẹp giọng ca hay thành ra mới trồi lên thì cái khu uh, những người con lai like đó là một cái khu rất là lộn xộn sống quấn lộn nhau hoài tôi phải tối ngày phong tục tập quán khác nhau thành ra tới lui mà để uh, giúp đỡ trong vấn này tôi rất là mệt mỏi giờ tôi khuyên rằng đó, các 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 em đó qua tới đây đã bị xã hội hất hủi rồi còn các em nhỏ đó, chú nói cho nghe mình phải đoàn kết thương nhau Mỹ bởi vậy khi mà tôi nói chuyện với ông hạ nghị sĩ Peter Pythagoras tôi nói tụi Mỹ vậy mang con lai qua đây làm gì mà không chịu dạy tiếng Anh. Cứ nói với Liên Hợp Quốc rằng tôi đã thách khe cả phần của tôi. Con nào mà của là người Mỹ để lại tôi mang về hết rồi. Không huấn luyện nghề nghiệp, không dạy tiếng Anh. Mặt mà thì giống Mỹ trắng, Mỹ đen. Mà trong khi không biết nói tiếng Anh thì người Mỹ đen, Mỹ trắng không thích. Mà trong khi người Việt Nam mình thì xin lỗi có một số cũng rất là kỵ vấn đề đó ngày xưa. Bởi vì khi mà cái thời trước 75 đó người nào mà lấy Mỹ á, là hầu như bị khi dễ do đó tình trạng các em rất tội nghiệp nhưng mà đa số các em ở tù rồi đó sau này ra nó gặp nó lấy chú ẩn con bây giờ có nhà cửa ngay cả có nhiều thằng có tiệm cũng đàng hoàng còn số em thì vẫn sống giống như là nghề lao động mà chân tay lấy tiền mặt vậy thôi thì đây là một cái 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 rác rến của Mỹ để lợi trong chiến tranh Việt Nam mình và đối với cái chiến tranh Việt Nam đó, thì theo tôi thấy đây là một cái chuyện mà chiến tranh quy ước hơn là chiến tranh muốn đánh thắng. Hai bên đồng ý nhau và thử vũ khí Việt Nam. Thì sau khi tôi đưa làm cảnh sát thì cái thành phố Hoa Tầm tôi làm cảnh sát tổng cộng rồi sau đó tôi lên văn phòng biện lý đó, tổng cộng là 32 năm tôi làm nghề cảnh sát. Tôi đi khắp tiểu bang, tôi đi Missouri, Đại hội Thánh Mẫu rồi đó là tôi đi đến đó làm cảnh sát chìm tôi đứng đó tôi bận đồ sinh không ai biết tôi len vô đám này coi tụi này nói gì rồi sau đó thì cái thành phố ho tầm là thành phố nơi tôi ở thì cảnh sát mới lại đang nghĩ tôi mày có thể ra nghị viên tao không? tôi nói tao không thích chính trị đừng nói gì. nhưng mà đến khi nó giảng nghĩa tôi lý do tại sao nó thành phố tao bây giờ nằm dưới 21 thành phố trong cao ti và nhân viên nó bỏ đi hết sau khi mướn người khác xong rồi nó cũng bỏ đi thì tôi bắt đầu tôi mới đồng ý thì trước khi đó tôi phải vô qua hội đồng bo làm volunteer trước cho người ta biết mình thì trong vòng hai năm trời tôi lấy được lòng cảm tình người ta và đầu tiên tôi ranh cái nghị viên thành phố là một ông mỹ trắng và người việt nam lúc đó bỏ phiếu hết tôi là thắng cử đầu tiên mà chiều đó là phòng phiếu đóng cửa đó thì cái ông mà ranh against tôi đó mời tôi lại nhà ông để giữ cái buổi tiệc chiến thắng gọi là victory party tôi nói ok nếu mày thắng tao tao lại uống chai bia nha còn hãy mày thua mày phải mặc bộ đồ vest trắng cà bát đỏ tới nhà tao bắt tay thì cuối cùng là ông thua tôi tất cả thành phố hầu như oh man we are Asian council asian council thành phố đó gọi là redneck mà rồi ngày xưa mà người mà người mà có bị cái gì đó là đều là đi vô đó để đi ra có tích hợp thành ra sau khi tôi làm 3 năm rồi tôi biết lý do tại sao thành phố này nằm với tôi biết cái problem từ city manager và khi tôi kết hợp được ba người nữa tức là trong 7 nghị viên tôi là được 4 thì tôi file thằng đó và từ đó tôi lên phó thị trưởng Rồi sau đó cái bắt đầu Năm 2019 Tôi lên chức thị trưởng Thì đó là một cái vấn đề rất là lớn Trong một thành phố Một người Việt Nam đầu tiên đi lên thị trưởng yeah. Ngày xưa tôi có ông bạn ở Trong phi đoàn tôi đó, lấy được cái bằng BE mà tôi ngồi nhìn Ông giống như một thần tượng Tại sao nó giỏi vậy ta Tại cái bằng cử nhân Việt Nam mình có vậy cái khó lắm, chúng ai có tiền này kia. Thì tôi khi mà tôi bị cái những người cảnh sát bạn của tôi đó nói rằng tôi viết cái bài báo cáo report cũng như là nói tiếng anh không có chuẩn thì tôi nói mấy người này nói đúng thì tôi mới quyết định tôi trở lại trường học và khi tôi trở lại trường học á thì tôi biết cái yếu của mình là ESL phải trở lại bắt đầu và composition one two grammar đồ Thành ra tôi bỏ 2 năm đầu tôi học cái basic. Thì đến khi basic xong á, thì tôi bắt đầu tôi nói ok. Thằng bạn mình lấy BA được thì mình phải lấy được chứ. Thì tôi vô trường Northwood University. Nó có satellite school. Tôi đi vô học là... thầy tôi làm trong phòng BA, có giờ giấc đàng hoàng. Tôi đi từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ tối vô trường ngồi học. Thì sau 6 năm, 7 năm, Tại tập phát thái mà tôi lấy được bằng BA tôi mừng quá tôi nói thấy không học thì cũng ngon lành 3.8 xong cái tôi nói ủa vậy còn à, cái bằng kế là bằng master sao mình không lấy thì tôi ham học lắm cái nhỏ lớn thì bắt đầu xong tôi học trường embry Riddle Aeronautical University thì sau cũng 6 7 năm tôi lấy được cái bằng master thì còn bằng PhD là do tôi cũng khoe khoang chút xíu với mấy em lúc đó tôi làm đoàn Phật tử tôi luôn xây bốn năm căn chùa rồi tôi lại làm đoàn Phật tử thành ra tôi à, nói với mấy em rằng à, anh liên tưởng sẽ đi học à, PhD nhau mình lỡ hứa rồi đâu rút lời được đó là một cái mistake của tôi anh biết đêm nào cũng ngồi trong computer tới hai ba giờ khuya làm bài giống như muốn cái cái dissertation đó tôi làm gần 10 năm là tại vì tôi học hòa pháp hơn nữa nó không phải là dễ giống như một cái chuyện bình thường đâu do đó khi uh, có nhiều lúc cái vợ tôi cứ nói một câu là bà nghi tôi có bồ ở trong internet thành ra bà nói câu anh làm gì mà anh ngồi đi hoài vậy anh anh nói chuyện bồ phải không nói Đây là anh lấy tay ra em vào vô em coi coi rồi mới vô thấy tôi đương làm bài thì sau khi mà năm 2010 đó thì tôi ra trường PhD về cái ngành criminal justice tại vì mục đích tôi á tôi muốn làm cảnh sát trưởng anh hiểu không nhưng mà ngay văn phòng DA tôi tất cả những cái thằng cảnh sát trưởng đó không có thằng nào có bằng mà master hết chứ đừng nói PhD. Mà lần nào tôi apply nó đều nói là you not qualified. Thì tôi định thưa cái tuổi Equal Employment Opportunity EOC, Commission thì tôi thấy thôi thưa nó làm gì. Thôi để tôi quyết định ra ranh thị trưởng để tôi vào mặt đó. Thì sau khi tôi cảnh sát nói rằng tôi cần tôi ra ranh nghị viên thì tôi cuối cùng tôi đã ranh nghị viên tôi đậu. Thì sau mấy năm đó thì tôi ra ranh thị trưởng, đó là 2019 á, ranh thị trưởng là một cái xôn xao lớn nhất của nguyên cái dùng DFW, bao nhiêu triệu người, là có một người Á Đông đầu tiên ranh chức thị trưởng. Thì cái người mà đối đầu tôi là hai người nữa, một người cụ thị trưởng và một người cụ phó thị trưởng Mỹ Trắng, mà cuối cùng tôi thắng 69% không có ranh off và đầu từ đó về sau đó, họ đi ngoài đường họ nhìn tôi oh, mé áo you mé are you, nhưng mà nhờ tôi biêu áp rằng từ trong cái tấm lòng mình tôi thường nói với nhân viên tôi muốn có quyền á thì mình phải có cái tình thương nó tạo ra quyền chứ không phải cái tai to. ví dụ như tôi cái tai to tôi nói tôi là thị trưởng tôi làm gì có quyền nhiều tôi xuống ở đời hãy khi mình nhìn thấp xuống á mình thấy nhiều hơn, mình nhìn cao có nhiều khi mình đi mình đụng tường. do đó lúc nào cũng nhìn thấp. Ngay cả cốt enforcement thành phố tôi, tôi nói rằng á, quan là cảnh sát như vậy khi stop người ta đó là vì này you are public servant, cốt enforcement lợi thí dụ người ta violate một cái gì là là hỏi một câu là can you fix this for me please? còn họ không làm hai ba lần họ ghi tích cực, chứ không phải lợi nói, mem I want this fixed or tomorrow I have to write uh, you a UR ticket because based on chapter or whatever. No, I don't want that. We don't need money for that. We need business. Thì trong vòng 3 năm đó, khi tôi làm từ 2019 tới hiện tại bây giờ thành phố tôi đi từ anh tưởng tượng một thành phố mà có 2 triệu invest đồng investment mà bây giờ lên 1 tỷ 2 3 năm và một cái thành phố thay đổi hoàn toàn upside down những cơ sở lớn và hiện tại tôi đương uh, là lua tuổi H mark vô cái thành phố tôi thì uh, đó là những cái thành công mà khi tôi làm 3 năm thị trường yeah. một cái thành phố mà 80% người Mỹ trắng là đương nhiên họ kỳ thị tại vì năm 1975 thành phố này có một cái dự luật không cho người Việt Nam tị nạn giàu và trong đó có cái bài báo mà khi sau này tôi sẽ gửi để đăng lên rõ ràng cái bài báo viết Star Telegram, báo nổi tiếng. Có cái hình của tôi để là thành phố đã từng không cho người tị nạn vào. Hiện tại một trong những người tị nạn này là thị trưởng thành phố. Muốn đi được cho đồng bào Mỹ bầu cho người Việt Nam á, nếu thành phố đã không có người Việt Nam nhiều rồi. Đầu tiên là anh phải cho người ta thấy rằng cái màu da cái mặt bên ngoài mình không có thể nào không có gì different với cái người mà da trắng da đen hết. Nhưng mà muốn cho họ thấy cái không different á là từ trái tim mình ra. Mình phải biết cơ hội nào, chẳng hạn như tôi lợi dụng cái cơ hội của phục vụ cho người già. Là tôi nói câu rằng á cái goal của tôi nếu mà quý vị bầu cho tôi á đầu tiên là người già thứ hai là, người cựu chiến binh người già dù mới đẻ ra cũng sẽ là người già trong tương lai người cựu chiến binh có người trở thành veteran mà có người không bao giờ đi lính không thành veteran do đó năm một qua là người già mà người già là cái người mà ngồi ở nhà để giúp đỡ mình gọi điện thoại mình nói chữ nhiều chuyện nó hơi quá đáng tại không có chuyện gì làm chuyên môn gọi điện thoại thì đầu tiên là phải nịnh bợ người đó nịnh bợ bằng cách nào không phải là quỳ xuống lại họ nịnh bợ bằng cách là cho ta thấy cái phong tục tập quán mình nhất là cái cuốn chai giò đó là luôn người mỹ dễ lắm hai me can you buy me egg we love egg you know? thì khi lợi đó không phải chỉ mang một cái egg dục đó đâu anh cởi ra bận áo thị trưởng đàng hoàng cởi áo vest ra đẩy cái xe mấy người già đi đa số lớn tuổi đó. thì đi không được thì mình lại mình bưng cơm hỏi bà cần uống gì cho nó biết bà ăn gì tôi biết cái thứ hai nữa đó là những người già nào trong thành phố tôi mà chết á tôi đi đám ma đó là một cách cho người ta thấy cái người á đông mình á, sống về tình cảm hơn là giả dối xin lỗi anh đối với người mỹ cái sự giả dối bề ngoài nhiều lắm. Chẳng hạn anh cho một món quà không thích. Oh my God. Cái món quà này tuyệt vời đối với tao. Về xong cái dục rác. Tại tôi ở với Mỹ tôi biết mà. Còn người Việt Nam mình từ trong tấm lòng. Và chẳng hạn như mùa đông thiệt lạnh. Tôi lái xe bốn bánh. Vợ tôi nấu súp nóng. Tôi đưa lại những nhà nào cúp điện. Hãy gọi điện thoại tôi. Tôi chạy tới. Tôi rước người hôm lệnh. Lợi cái Recreation Center chính vì thế và khi tôi ra ứng cử rồi đó lúc mà tôi làm cái hội đồng bó đó tôi đã làm cái đó rồi thành ra người ta nhìn thấy người á đông mình khác cái cặp mắt rõ ràng người này có thể giúp đỡ mình nhiều hơn ngay cả dân tộc giống mình do đó tôi tắt cử lần đầu tiên những địa vị khác những cái play lúc đó play number, số bảy còn số 6, số 5, 4, người nào cũng hai ba người tranh đó, trong khi tôi không có đối thủ. Rồi đến khi mà ba nhiệm kỳ á, là cái như hết, nếu tôi không ranh thị trưởng thì tôi phải đi ra. Thì bắt đầu xong cái mọi người nói, you can ranh thị trưởng. Thế, are you sure? Yeah. We support you. Thì bắt đầu tôi mới quyết định ra ranh thị trưởng. Thì khi đó tôi tốn tiền nhất. Và sau khi mỗi lần tôi thắng cử đầu tiên, ấy, tôi tổ chức có Paris về Lương Tùng Quang rồi đó tôi tổ chức trong một cái nhà hát 100 năm mà remote rồi đẹp lắm. mời đồng bào tới 7-800 người và bạn bè tôi tới chia vui thì có những tấm hình bạn không quân khắp nơi này kia rồi trở về thì quan trọng nhất á, mình muốn đi vô dòng chính để bảo vệ lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa này là phải vô dòng chính. Tại nghị viên thành phố nó có quyền lớn lắm trong thành phố nó có quyền quyết định treo cờ nào hiểu không do đó những người như hậu vệ việt nam cộng hòa mà muốn bảo vệ lá quốc kỳ cờ vàng ba sông đỏ là phải vào vòng chính còn nếu có một cái người ví dụ như con cháu của những gia đình cộng sản rồi đó, đó mà đã vào rồi đó ông ta có quyền đề nghị là cái nghị quyết từng tới bàn đó là treo cờ của miền bắc. Thì khi mà mọi người đồng ý rồi á, anh có lại lộc được không? Anh có thể đứng biểu tình. Do đó trước hết á quý vị muốn bảo vệ lá cờ này, tại vì ngày hôm nay tôi nói như vậy là cái thế hệ của chúng tôi á, sẽ ra đi hết. Còn lại cái gì? Còn lại cái video ngày hôm nay để nhắc nhở rằng máu xương của ông cha chúng ta đổ để bảo vệ cái tự do cho miền Nam Việt Nam nhưng mà cuối cùng bị Mỹ là một người phải nói là họ mặc dù mình ở đất Mỹ nhưng mà tôi vẫn có cái hận là họ thất hứa với người Việt Nam bỏ rơi chúng ta giờ đó tôi nói thẳng câu à với mấy người Mỹ hiện tại bỏ rơi chúng ta giờ họ đồng ý ngay cả những người cũ chiến binh của Mỹ vậy chúng tôi đánh giặc Việt Nam mà không cho chúng tôi đánh đánh tới đó phải người đây là chiến tranh quy ước chứ không phải việt cộng thắng miền Nam Việt Nam nhớ Mỹ bỏ rơi mình do đó nếu muốn bảo vệ lá cờ tôi nhắc lại một lần nữa là các em phải đi vô dòng chính bao nhiêu thế hệ nữa thì tôi không biết nhưng mà hiện tại bây giờ đó là cái vấn đề quan trọng nhất thành phố tôi hiện tại là một trong Taranto đó là một thành phố trừ Quốc và Arlington thì thành phố tôi là phát triển nhanh nhất hiện tại bây giờ và mình có làm sao cho dân chúng tin tưởng nơi cảnh sát tin tưởng trong cái cách làm việc mình là không có show cái ý ra chẳng hạn như một lần vô có nhiều người nói ở tại tôi không biết cái culture của anh tôi đã training cảnh sát bao nhiêu lần anh không cần phải học cái phong tục tập quán của ai hết cái phong tục tập quán international chỉ gặp nhau hỏi how Or may I help you? Thank you. Đó là international culture. Chứ, chứ ví dụ như gặp trở ngại nhau, gây nhau đã cái đây, tại vì tôi không hiểu cô chợ người ta thành tôi mới dùng cái đó. Đừng có đem cái đó ra tôi. Con người ta đó, có người không nói chuyện được mà tại sao nhiều người thương? Tại họ dùng sai language. Mà con người mình đã nói chuyện được thì tại sao không làm cho người ta trở thành Dòm mình giống như người bạn hoặc là một cái người mà có thể kết bạn được thì đó là cái secret của tôi làm già hơn nữa khi tôi làm thị trưởng đó là open door business, policy khi tôi làm cái thành phố tôi thị trưởng ăn mặc chân kia đó ngay có những Đúng. thằng làm xi măng về bận rồi khi tôi lên là red Scout. tất cả phải necktie và tại vì thành phố tôi họp đó nó có nằm trên cây bồ á thỉnh anh lên coi anh sẽ thấy tôi điều hành rất là vui thì hiện tại bây giờ cái city hall trong 3 năm tôi thực hiện được bốn cái mà fail ba lần hết trong vòng 30 năm nay đó là bó cả, sở cứu quả thứ ba chỗ sinh hoạt người già bó cảnh sát 68 năm và cái nhất là tòa thị sản khi rồi pass khi tòa thị sản pass rồi nó giống như là một tiệc mừng ngày quốc khánh vậy, của thành phố Họ oh, me, thank you, thank you. Trong vòng 3 năm tôi thực hiện bốn cái mà đã từng fail mỗi cái 3 lần. Trong vòng 15 tới 30 năm. Và chưa bao giờ thành phố này giảm tiền thế mà tôi đã năm rồi giảm 3 sen, năm nay giảm 4 sen nữa. Và tiếp tục, và họ hỏi câu, tôi mới vừa đắc cử như năm 2021, tái đắc cử. Thì có người gọi thoại, me, du ranh nữa không? Chính vì vậy do đó me đó sau khi 3 năm thì Nghị viên thì chỉ được 2 năm nữa thôi Mà đến khi tôi làm thị trưởng Họ đổi cái cho tôi cho đồng bào vote là 5 năm Thị trưởng rồi, Thành ra tôi còn 3 năm nữa 3 kỳ nhiệm kỳ nữa 6 năm Đó là người ta thấy rõ ràng Chính người này đã thay đổi bộ mặt thành phố Và họ đưa suy nghĩ là sẽ name cái tên tôi Một là tên đường, hai là tên Một cái building lớn ở trong thành phố thì đó là cái sự mà tôi rất mừng là được thành công, là thấy rõ ràng. Okay. Yeah. Càng ngày dân dựa ra mà càng đông. Mà nếu anh không có tiếng nói chính quyền, thì cái người mà làm chủ thành phố đó, đặt đâu anh phải ngồi đó. Giống như anh vô một cái cô gái làm dâu vậy, trong một gia đình đi. Bà mẹ chồng nói gì phải nghe hết, mà không có lời giảng nghĩa, ờ à, mẹ cái chuyện này cần phải là rồi. Thì đây giống như là nếu mình không có tiếng nói trong cơ quan chính quyền thì ai đặt đâu ngồi đó, tuyển thế như thế nào mình cũng không cần biết. Mà người Việt Nam mình á, nó có một cái này cần phải thay đổi. Luôn luôn ép con học bác sĩ, kỹ sư. Mà có nhiều em nó không thích medical. Nhưng mà tại sao phải học bác sĩ là tại kiếm nhiều tiền. Rồi khi vô kiếm được nhiều tiền cái bắt đầu có một số. Nghề tôi là chuyên môn đi bắt. Lem lúa về medical medical có ngay cả thành nơi tôi ở bác sĩ văn phòng bác sĩ một ngày khám 100 bệnh nhân anh khám cái gì vô cho thuốc cũng tính tiền khám và tôi trước khi tôi nghỉ bên cơ quan điều tra đó, tôi đi làm thị trưởng đó. tôi đương điều tra một một cái văn phòng đó là một ngày một trăm bệnh nhân trong vòng mới sáu bảy năm mà thành triệu phú thì đó là những cái đối với mình ở đây không có đủ giờ để nói sâu vô cuộc đời làm cảnh sát tôi. Tôi bắt những người mà như đổi phút tem rồi. Rồi hao sinh lậu, đi kết hôn giả, hai chồng ly dị. Về Việt Nam cưới hai người vợ chồng kia. Rồi không biết làm sao họp cái qua tới bên đây, cái hai người đó lấy thiệt nhau, cái bắt đầu gây lộn. Rồi chửi bới nhau thì đã có ly dị lý do rồi rồi những chuyện nó xào số nhưng mà Việt Nam á, thì đa số giống như người Mỹ hoặc người Lào mỗi tuần đi làm có cái paycheck chắc đừng đụng ai không ai đụng mình đó là cái mà không thể nào làm được vậy tôi nói bà con sao không bằng láng giềng gần lúc nào cũng phải làm thân với người xung quanh hết để khi tối lửa tắt đèn mới có nhau chứ còn ngay cả người hàng xóm bên đất Mỹ ngay cả người kế bên nhà mình chết mà mình còn không biết nữa. Thế chưa hỏi, ô oh, my mom already dead. Mình là người Á Châu không nên sống như vậy. Mình là người Á Châu phải dương cái vòng tay cho người ta thấy rằng dân tộc tôi là dân tộc mang tình thương đầu tiên. Chứ không phải hận thù. Ví dụ như Tàu, từ bây giờ anh hỏi tôi, bây giờ thế hệ tôi có gì hận thù nữa bây giờ? Tôi chỉ mơ mộng nếu Cộng sản vẫn giữ cái chính quyền ở miền Nam của Việt Nam thì hãy giúp về vấn đề nhân quyền và giúp công an việc làm như giúp đỡ những người nghèo. Có những đứa qua bên Mỹ này xài có ngàn đồng bạc mỗi ngày. Casino tôi thấy mà. Trong khi những bà cụ đi bán về Việt Nam bán giá số ngày kiếm 20 ngàn. Những em bé 5-6 tuổi mang bịch đậu phòng. Và cái trình độ, cái cái tình trạng này đây mà tôi hy vọng rằng tại có lần tôi đi họp với trong đó có ông trung tướng cao hùng của cộng sản đó, đại hội international tôi chỉ mơ mộng rằng cái tình trạng giáo dục ở việt nam đó, đã có trường công rồi thì tại sao con phải đi học riêng nghề cô giáo thầy giáo việt nam là giàu nhất bây giờ anh không học thêm là anh không bao giờ được lên lớp mà gia đình nghèo phải chạy tiền cho con học Tôi nuôi bao nhiêu người Việt Nam đi học tôi biết Hiện tại bây giờ Tôi chỉ hy vọng mơ mộng cái đó thôi Chứ hận thù hoài cũng Chả làm gì Chỉ mơ mộng như vậy thôi Thằng Tàu nó đã nô lệ mình Một ngàn năm Pháp một trăm năm Cái hận thù đó mình cho nó qua bên Thì hiện tại bây giờ đó Anh chị em mình Lớn nhất là quân đội rồi đứng lên cái nói tôi chống cộng tôi chống cộng tôi sẽ về để tiêu diệt này kia đi còn không nổi làm được cái gì bây giờ mình chỉ mơ mộng rằng nếu Việt Nam vẫn còn chế độ cộng sản thì hãy giúp cho đồng bào được dễ thở và có cái tự do hơn để làm chi để các em giống như á khi tôi về Việt Nam á tôi nhìn thấy những cảnh đó rồi có những em ở Việt Nam ngồi lại nói chuyện tôi tức là đẻ sau năm 75 thì đương nhiên học với ở dưới chế độ cộng sản. Nói chuyện với tôi tôi ngồi tôi open rõ ràng. Hỏi chú có thù con không? Có đấy không, chú với con có gì đâu mà thù. Nếu nói rằng là chú thù tất cả cộng sản vậy mấy đứa cháu chú chú bảo lãnh 50 người qua đó. Chú phải thù 50 thằng này à. Chú có thù được không? Mà chú hy vọng rằng cái con phải ý thức được rằng cái tự do quan trọng của một con người không ai mình không nên để một người nào kiểm chế giống như kiểu mà sống với kim jong un vậy đó hễ mày theo tao thì sống không thì tao bỏ vô đại bác tao bắn chết thì chú muốn cái giới của cháu sau khi học ở mỹ về nước nên thay đổi cái đường lối làm sao cho dễ thở cho dân chúng nếu ở trên có thượng đế hay một cái quyền năng nào cho tôi sống lại nói là tôi sẽ cho anh cuộc sống trẻ cho tới bây tuổi bây giờ một lần nữa mà phải đi ngang cái đoạn đường mà 30 tháng 4 này tôi nói thôi để tôi già tôi chết tôi không muốn qua được một cái giấc mơ kinh hoàng khi thấy người chết trên biển người bồng con rồi những đứa trẻ chạy kiểm cha tìm mẹ thì nó hoàn toàn đó là một cái cảnh mà gọi là cái anh có kh... dù đạo diễn nào đi nữa muốn thực hiện một cái cuộc kinh hoàng như vậy cũng không thể nào làm được tại vì anh phải có cái hiện thực anh phải sống trong cái thế hệ đó thì anh mới biết rằng đó là những cái đau khổ và những cái sự đau khổ của những người sống trong 75 thành ra cuộc đời tôi thay đổi từ ngay cái giây phút qua tới bên đây thì tôi muốn lúc nào nếu tôi có cơ hội tôi phải giúp đỡ người khác do đó hiện tại bây giờ tôi đương làm cái hội người Mỹ gốc Việt miền Bắc Texas Việt, Việt Nam American Association of North Texas là muốn cái thế hệ hai hãy nối tiếp con người chúng tôi và cái 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 hội của tôi á ví dụ các em sinh đẻ ở Việt Nam qua đây đi học dưới chế độ cộng sản dẫn được quyền do hội gọi là thành viên danh dự hay thành viên cảm tình viên để chúng tôi coi các em muốn học hỏi cái gì nói chúng tôi thì đó là cái go của tôi muốn làm mà tôi muốn tất cả mọi nơi làm tại vì bây giờ mình không thể nào nói tất cả những du học sinh qua đây ở dưới thế độ cộng sản đây là kẻ thù tôi không bao giờ tôi nói câu đó tại các em không có đường lựa chọn giống như ngày xưa đi ví dụ như tôi sinh ngoài bắc tôi bắt buộc phải là phi công bắc việt mà tôi sinh miền nam bắt buộc và ngay giây phút đó tôi cũng không biết ở ngoài đó khổ thế nào, mà trong nam khổ cái nào, sướng cái nào. Do đó tôi chỉ biết làm bổn phận của một cái người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Nhưng khi lớn lên rồi, sau khi nhìn lại cuộc chiến, thì nhìn lại những cái lịch sử ở miền Bắc, nó hoàn toàn, nó khác với miền Nam. Và những gì mà nói ngày xưa trong trong đây là gái đều làm điếm, làm này cho Mỹ. Còn tất cả đường ông đang bị mỹ nô lệ này kia thật sự ra những người nào đã vào miền nam đã thấy rồi tôi không cần trả lời tôi hãnh diện là tôi đã góp được một bàn tay trong cái cộng đồng người việt nam ít lắm là chức vụ thị trưởng tôi không ham cái gì hơn nữa tại thị trưởng là một ông vua của một cái làng ông governor ông biden mà đi ngang thành phố tôi thí dụ như muốn đi ngang tôi nói tôi không cho là cũng làm gì tôi tôi đưa cái xe càng cao cản ngang, nói là tôi đưa làm này do đó thị trưởng bên đất mỹ này là một người rất là lớn không ai boss của họ ngoài dân chúng những người bỏ phiếu có thể rí kho nhưng mà không thể nào mà đuổi ông này ra chức vụ được hết và tôi hãnh diện rằng á tôi giúp đỡ tất cả những người nào hiện tại bây giờ ở việt nam mấy con cháu nghèo tôi mua xe tôi cho và cho tiền học và tôi nói rằng đây cơ hội cuối cùng tuổi của dượng của dì đã lớn rồi các con hãy nắm lấy và làm sao trở thành một người hữu ích cho quốc gia dù ở xứ cộng sản cũng vậy hay là ở bên mỹ này cũng vậy ở đâu cũng nên làm một người hữu dụng và nhớ là đừng tàn ác với những người khác tại tất cả chúng ta là human being thứ nhất nếu quý vị mà con còn nói được tiếng việt thì cái câu tôi nhắc rằng Đừng sợ con không biết tiếng Anh Chỉ sợ con quên tiếng Việt Tại đó nó vô trường Mấy năm sau nó nói lưu loát Mà đứa nhỏ nói được hai thứ tiếng Thì mới có cơ hội Để cho nó biết được Cái dòng giống nó là đâu gốc nguồn nó lâu Nhưng mà quan trọng nhất là những như nơi thờ phượng Như nhà thờ hay chùa Mình đi á Bên đằng Đạo Thiên Chúa thì được hay hơn cái dẫn con theo và nhiều khi có những sự huấn luyện ở ờ, ngày xưa cha mẹ dạy còn bên Phật giáo đa số cha mẹ đi để con ở nhà thành ra đến khi con ở nhà toàn là iPad, iPhone dạy nó không hiện tại bây giờ cái xã hội này nếu tất cả chúng ta không để ý đó những người thầy của nó là iPad, iPad với iPhone đó, thì đứa nhỏ này sẽ không có tương lai hơn lắm là đứa nhỏ nó có natural giống như là thiên nhiên trong cái đầu nó là một cái genius rồi thì tôi không dám nói nhưng mà quý vị phải cẩn thận hiện tại bây giờ cái tình trạng mà ngay cả đừng có nói cái phong tục tập quán là gì mình phải hiểu ông bà cha mẹ tổ tiên cây có cội nước có nguồn mà trong khi hiện tại bây giờ cha mẹ vừa hơi bệnh cái bỏ đi vô viện những con lão nói rằng tại vì vợ chồng tôi cần phải có những giây phút là privacy muốn sống riêng này kia nhưng mà họ quên rằng á, ai nuôi mình lớn ai đẻ mình ra đó là cái mà tôi muốn nhắc lời cây có cội nước có nguồn muốn giữ được cái câu này là từ cha mẹ con thất bại con làm hư con không biết phong tục tập quá người đầu tiên phải nói là cha mẹ là người làm lỗi nhiều nhất qua đây lo làm tiền miễn làm sao tôi có xe lắc sạch tôi đi tiền tôi nhà băng nhiều tôi mua bốn căn nhà để cho mướn trong khi hai con theo du đã hai đứa gái học hành ra gì hết nghề của tôi đã gặp bao nhiêu trường hợp đó rồi nhưng mà ở đời ấy, không bao giờ cái cân thiên bình ấy, mà đi về hai hướng lên hai hướng dưới. hẹn anh cần tiền ấy, thì mất cái kia, mà anh cần cái kia thì tiền ít chút. Do đó khuyên quý vị ấy, đã đẻ ra đứa con rồi, ấy. mà hơn nữa đứa con Việt Nam mình người Việt Nam dù nó có nhuộm tóc màu trắng, Sữa lỗ mũi cao, con mắt vẫn nhỏ màu xanh đi nữa, dòng máu này vẫn mà dòng máu Việt phải cho biết cội nguồn là ai. Đừng thấy con mình nói tiếng Mỹ giỏi và ngay cả cái mắc cỡ nhất của tôi đó là những người Việt Nam ở đây nhiều khi về Việt Nam từ chối tôi là người Việt Nam. Chạy ngoài đường cái bà đã sáu mấy tuổi, cuột cái băng trắng đồ tiniết chạy, hello, good morning, good morning, người kia mà không thèm nói tiếng Việt. Tôi ra mà ngay ngoài shopping tôi thấy một đám em mà đi ngang nói tiếng Việt không, tôi nghe nói, chú cảm ơn mấy em tiếp tục nha em hay lắm còn ra mà xí xô xí xào đó mà toàn tiếng mỹ tôi đã từng nói câu gì mà mấy con nhỏ đó nói câu tôi nói câu gì anh liên trưởng dạy các em ví dụ ai các em đi vô nhà một người đó, thấy con mèo nó nói gâu 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 sủa thấy quê không hoặc là con chó mà nó thấy nó nói meo meo thì cháu thấy quê quê chứ thì cũng giống như mấy em vậy đó, anh liên trưởng đã dạy rằng mình người Việt Nam phải biết nói tiếng Việt Nam. Đó là cái câu mà ví dụ có nhiều người nói, ờ anh nói hơi nặng, không phải nặng. Khi anh thấy con vật mà bỗng như nó là cái loại đó, mà nó nói cái đó, mà nó nói được hai thứ, thì con vật này thuộc về đó là perfect. Đồng ý không? Dạ chứ còn người Việt Nam mà không biết nói tiếng Việt Nam, tôi buồn lắm. Tôi buồn cho cái số phận. Tại vì ngay cái tuổi tôi bây giờ tôi không nên buồn Tại vì trên 70 Người nào tôi nói với người Mỹ Trên 70 mày đừng có buồn Nếu mày không bệnh rồi mày tụi mình không phải bình thường Do đó chúng ta là người bình thường Phải có bệnh Khi già rồi lớn tuổi như tụi tôi á Bạn thân ít lắm Mà bạn bác sĩ với nợ còn nhiều Nhưng mà quan trọng nhất Nhắc lại lần nữa nhớ mình là người Việt Nam, trừ khi mình con mình nó lấy dân tộc khác rồi từ từ mất đi cái gốc nhưng mà vẫn còn Việt Nam lấy Việt Nam thì phải nhớ tôi là người Việt Nam, tôi phải có trách nhiệm gì đối với cộng đồng Việt Nam chứ đừng có về nhà có cơm có ăn việc làm tốt và đi chơi giống ở đây á, nó có những cái rút nó không chơi người Việt Nam, coi nó ở bớt còn trong khi tôi thị trưởng tôi lại gần gũi Việt Nam để làm gì? Thì bàn tay tôi không lớn đủ để thay đổi mọi người. Nhưng mà ít lắm. Một lời nói của tôi hay là một cái hành động của tôi trong vùng ấy, cũng giúp được một phần nào để giữ được dân hóa, dân tộc. Và hi... anh hỏi thì như hỏi được bao nhiêu phần trăm, tôi nghĩ là chừng 35 phần trăm. Nhưng mà tiếng nói của tôi rất quan trọng. Tại 35 năm nay thì tôi làm nói về radio mỗi tuần. Và hầu như đài truyền hình thì ai cũng thấy tôi thì nãy giờ cái này nó cũng đã nằm trong cái bài tôi nói chuyện quan trọng nhất á, là mình cần phải có education bên đất mỹ này tại vì đa số á, bên đất mỹ mà khó, nó nhìn cái education để nó xét mình vô cái level nào và position nào cái đó đầu tiên những người mà ham tiền á, mà cần đi làm sớm hoặc là con cái ví dụ như nó nói mẹ con không muốn đi học. Đó là cái buồn của người Việt Nam. Tại vì cần phải có học mới có biết research. Biết điều nghiên, điều tìm hiểu thì mới biết được. Accidentally nó có thể nhìn thấy ở dân tộc Việt Nam 75 này kia. Nó mới trở lại giống như cái cùng phía này vậy. Hy vọng nó quay lại. Cái thứ hai á, là mình có học rồi. Cái người mà có bằng cấp bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư đó là chỉ gọi là for profession mà thôi, tìm việc làm mà thôi. Có người học là con người phải có đạo đức. Mà có đạo đức rồi á, thì anh mới suy nghĩ được, tâm tư được rằng tôi phải làm gì cho cái cộng đồng tôi. Và có được những người đó thì mai ra trong những thế hệ kế tiếp hoặc kế tiếp nữa, thêm cái nữa. Đấy. Tôi bây giờ không có lo cái thế hệ thứ ba nữa là như thế nào. Tôi chỉ lo thế hệ thứ hai do đó tôi lập cái hội người Mỹ gốc Việt miền Bắc Texas là vậy thì đó là cái cách mà tôi khuyên tất cả các em nhưng mà nhớ kỹ education bên Mỹ là đầu tiên yeah. tôi đã nói với các em rằng các em đi muốn đi xin một cái gì đó các em có muốn bắt lấy thẻ rồi chờ cái người kia kêu vô number phai còn nếu các em có học á các em là người ngồi đó gọi người ta you next hai cái khác nhau yeah đối với tôi người hoa kỳ là một cái dân tộc tại vì mình gọi là hiệp chủng quốc cái họ đi khắp nơi trên thế giới để trở về đây trở thành dân tộc hoa kỳ thì đối với tôi, người mỹ họ rất là tốt còn những người mà làm chính trị trên cao á thì họ cái cái miệng họ tốt hơn là cái lòng miễn sao có lá phiếu bỏ tôi để đừng mất chiếc vụ nhưng mà tôi đã từng sống á, muốn được biết là người ta có thương mình hay không thì cũng tùy mình nữa chứ không phải một lần ví dụ như người ta có buổi tiệc đậu xe trước cửa nhà mình kêu gọi cảnh sát lại nó chặn đường này kia rồi qua nói nhỏ tiếng tôi lái dở lắm anh đậu trước một chút do đó đối với tôi người Mỹ là một cái cộng đồng có thể nói là cái lòng bác ái từ bi họ nhiều hơn những dân tộc khác giống như chúng ta qua tàu chúng ta có được vậy không? Yeah. Muốn được thành công á là chúng ta đừng bao giờ nghĩ tới chữ thất bại cái đầu tiên. Khi dấp ngã hoặc khi gặp trở ngại đó thì hãy tìm lối khác mà đi. Làm sao đạt đến cái goal tức là cái mục tiêu mình muốn. Khi quyết định mình làm một chuyện gì mình phải đặt ra một cái goal và cái vision tức là một cái cái hướng cũng như là cái điểm mà mình phải đạt được có trở ngại gì cũng có đường khác để đi nhưng mà nhớ cái hướng đó là cái hướng mà mình phải tới do đó trong từ ngày năm bảy đến giờ những cái gì tôi muốn dù cực khổ cỡ nào dù tôi phải tốn đi có những đêm ngủ có ba tiếng đồng hồ, hồ thôi tôi đạt được hết tất cả những gì tôi muốn ngay cả khi tôi làm thị trưởng bốn cái gô mà nãy tôi nói đó chưa ai làm được mà trong lòng ba năm tôi làm được hết bốn cái và có những cái buổi các băng khánh thành mà người ta cảm động là tôi làm được thì đó là cái mà tôi khuyên tất cả các em một khi thất bại không có nghĩa là cuối cuộc cuối cuộc con đường cuối đường của mình tìm đường khác mà đi để cuối cùng qua tới bên kia thí dụ như anh qua nhà kế bên tôi thấy trái cam ngon quá tôi muốn leo qua hàng rào chó sủa chó sủa thì lấy cây móc vô thì mình cũng lấy được mình phải tìm đủ một cách làm sao mình achieve cái goal đó là quan trọng và cái chữ thất bại đừng bao giờ bỏ trong người mình hết ôi con mẹ ơi con chán quá con thi hai lần con rớt thi hai lần con rớt ba lần có nhiều người mỹ hay như này tôi học 74 tuổi mới đậu bằng high school tôi hỏi tại sao ông đậu bằng high school tại vì tôi retire tôi mới có giờ học hồi xưa làm ở Pháp đó là cái câu mà chứ còn gặp người Việt Nam mình giờ này chưa có bằng đại học đi hay à, trung học đi kêu đi học nữa đi học không, không. ba già rồi dở hơn cái người Mỹ đối với tôi tất cả những chỗ nào ngay cả tôi cái cộng đồng tôi không có nhiều người Việt cơ sở Việt Nam thì nhiều mà người Việt ở không có mà tôi thành công được á thì các bạn á, nếu các bạn ở những vùng nào mà có cái người việt đông á, các bạn nên có cái tiếng nói nhưng mà chẳng hạn như tại ga Lịnh, ba mươi người việt nam mà tới giờ chưa có một người nào việt nam ra ứng cử tại vì cha mẹ lúc nào cũng suốt con đi học thì thứ nhất thí dụ như các bạn có nghe lời khuyên của tôi ngày hôm nay đó thì đầu tiên tôi khuyên như thế này Chúng ta không thua một dân tộc nào nếu chúng ta quyết định làm. Tôi đã chứng minh cho quý vị rằng cái thành phố tôi năm 75 là nó không cho người tị nạn Việt Nam vô đây. Mà bây giờ tôi trở thành thị trưởng. Không phải là cái hên. Nhớ à, quý vị muốn trở thành một vô đường chính không phải là cái hên. Mà quý vị phải có đức, có tài và có thời nữa. Ba cái, tài, đức và thời. Thì tôi khuyên rằng cái giới trẻ đa số cái gì thất bại á, là khi dấp ngã là không muốn đứng lên chán nản tìm đường khác mà đi thì cái con đường mình quyết định đi đó nó sẽ khác con đường mình đi hướng ở đây rồi thành ra không dùng chữ thất bại trong cuộc đời bao nhiêu á, thì cũng đã đủ chia sẻ mà nói về chi tiết á, thì xin lỗi ở đây tôi có thể ngồi cả ngày trời cũng không đủ nữa chỉ có mơ mộng một câu tôi nhắc nhở như thế này đừng bao giờ nghĩ tới chữ thất bại luôn luôn hãy xét cái điểm chuẩn cho mình hướng đi về đâu và cái mục tiêu mình đạt là cỡ nào không đạt được tới đó ít lắm là cái kế chứ đừng bao giờ nói rằng thôi tôi đi làm cu ly tôi không làm được cái gì hết nhớ kỹ tất cả chúng ta sinh nhau đều có hai mắt hai mũi hai tay khối óc khác nhau cái chỗ là cái sự suy nghĩ của mình khác nhau đó thôi chứ còn bây giờ đem cái ốc mổ ra ai cũng có bao nhiêu thần kinh đó hết khác nhau cái chỗ là cái tư tưởng mình suy nghĩ và mình quyết định làm chuyện gì mà nhớ rằng muốn thành công thì đừng có đầu hàng muốn gìn uh, giữ lịch sử của người việt nam nhất là người tị nạn chúng ta đó thì chẳng hạn như viện bảo tàng của người việt vhm đó là nơi hoặc là những viện bảo tàng khác ở trên đất mỹ này hoặc là trên thế giới đều là những cái quan trọng tại vì đều là hướng về vấn đề việt nam còn hòa mà muốn tìm hiểu chỉ có những nơi đây còn mà thôi ngoài ra sách vở từ từ nó lu mờ hết là tại vì các em nghĩ về chuyên môn để làm sao kiếm được tiền mà quên đi rằng chúng ta phải biết nội giống ở đâu hãy nhìn cái người bị đen đi cái phim The Roots gốc rễ ngọn cuồng của chúng tôi đâu tại sao nó dùng chữ African American mà nếu chúng ta dùng cái chữ Vietnamese American chúng ta phải hiểu rằng Nam là ai chứ đừng có nghe người ta nói you are the vietnamese american mà hỏi vậy chứ việt, việt nam y là gì nó cũng biết thì chính đây là cái câu trả lời cho quý bạn ấy, là phải đi tìm hiểu tìm hiểu đâu viện bảo tàng những cơ quan còn tồn trữ vậy cha mẹ một ngày nào á, cha mẹ đã không biết không để lại lịch sử sách vở hãy tìm đến những cái video những nơi mà còn tường trữ để bảo toàn cái, à, cái, cái, cái 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 văn hóa nghệ thuật của người Việt Nam mình nó hay lắm không phải là cái nghệ văn hóa nghệ thuật Việt Nam là hạng nhất không bao giờ tôi nói hết xứ nào cũng có hay ho nhưng mà đối với tôi người Việt Nam tôi phải biết tôi từ đâu ra cha mẹ tôi là ai ông bà tôi làm gì ông bà tôi từ Việt Nam trước 75 làm gì và qua đây làm gì đó là những câu hỏi các bạn lúc nào cũng phải tìm hiểu hết. Chứ đừng có nghĩ là hôm nay ok tôi có nhà to cửa rộng tôi chơi Mỹ không. Tôi cũng chơi ai. Tôi, tôi cũng có người Mỹ vậy. Mới mà Việt Nam, Mỹ, nó khác. American, American. Do đó cội nguồn lúc nào các bạn cũng phải tìm hiểu. Để ngày hôm sau chúng ta không có hổ danh là con rồng cháu tiên. Tại vì người Việt Nam rồi trước sau các bạn cũng phải và tôi khuyên đó, thí dụ như đất nước hòa bình, các đó, đó bạn nên về Việt Nam để biết nơi chôn nhau, cắt rúng của cha mẹ mình ông nội ngoại đâu, trong trong tương lai, <laughs> cái uh, sự mà mong mỏi có một viện bảo tàng đó thì uh, tôi thấy đây là một cái tài sản có thể nói là không phải chỉ thế hệ hai, ba, 4, năm, sáu, bảy gì, nếu cái đó nằm trong các khai hoặc là có những cái mà nhất là hiện tại bây giờ viện bảo tàng không có nghĩa là chỉ nên có một cái nơi để cho mắt thấy tai nghe có những hiện vật rất là quý nhưng mà quan trọng nhất đó là hiện tại thời buổi technology bây giờ là internet rất là quan trọng chẳng hạn như cái trong cái website của VHSM, VHM đó, yeah thì có những cái chẳng hạn như muốn tìm những người tù nhân chính trị đó là những cái nơi mà rất là ngạc nhiên do đó với tư cách một thị trưởng và tư cách là một người nói chuyện cho đài uh, hàng tuần tôi cũng có trách nhiệm phải giúp đỡ cái diện bảo tàng VHM uh, tối đa để chi? Đây là cái tài sản duy nhất sau khi anh chị em thế hệ một thế hệ hai nhắm mắt đây là tài sản duy nhất để lại cho con cháu chúng ta ra đi không mang được cái gì nhưng mà phải để lại cho nó cái gì. những cái gì chúng ta có hiện tại giờ ngay cả buổi phỏng vấn hôm nay đây là tài sản để cho các em tìm hiểu mà đây không phải là cái duy nhất có thể có những chỗ khác có làm những cái tài sản thì tôi khuyên rằng tất cả các anh em chúng ta đều chung sức để cho những nơi như VSM. Thứ nhất là vấn đề mình phải nói có thật mới thực sự đạo thì có tiền mới được. Thì chúng ta mỗi người đóng góp chút xíu để giúp đỡ. Chứ không ai chạy xe bằng nước hết. Thành ra mình phải nói thẳng câu đó. Do đó mỗi người nào mà vẫn còn mắt nâu, tóc đen, dòng máu, da vàng vào gia mình đều phải có trách nhiệm để bảo vệ cái tài sản này tài sản này là một tài sản vô giá nó không có cái will là ai phải giữ nó mà tất cả chúng ta người Việt Nam đều có tên trong cái will này hết được chia sẻ bởi những cái gì VHM làm cũng như những diện bảo tàng khác thì chúng ta phải gìn giữ muốn gìn giữ thì phải có tiền bảo trì. Tôi khuyên tất cả mọi người nên ủng hộ để tôi thấy cái website này mãi mãi nằm nơi đó cho đến cái ngày mà tôi không còn ở quả thi cầu này. À, hy vọng rằng à, tôi góp được một bàn tay nào thì cũng là một cái chuyện rất là quan trọng. Thì xin cảm ơn viện bảo tàng VMHM nên phổ biến sâu rộng hơn. Đây là tài sản duy nhất mà tôi rất là happy happy nha hôm nay tôi được đến nhìn thấy cái kỷ vật mà tôi tặng cho Diệu bảo Tạ không ngờ đây là một cái cuộc mà tôi không thấy nào mà tôi tưởng được khi tôi nhìn thấy nó tôi nói ủa cái này cái túi mà đội cái nón bay đây ngày xưa hai chồng tôi thọt chân vô đi coi hát ở trên cây cu rồi tặng cho anh em đi vòng vòng quả đi cầu đâu tôi không biết trở về ngày hôm nay cái buổi họp mình là bởi vì chính vì cái thế tất cả chúng ta nơi mé trong chúng ta đều có một cái tâm linh và cái tâm linh đó nó có thể di chuyển một ngày nào đó tất cả anh em chúng ta sẽ gặp nơi một cái thế giới nào cảm ơn quý vị